chưa lên xá hàng được nữa. Mai gọi lại, nó đi công tác mới về đó chị. Đeo vòng gì chứ kiếm chị khó quá, tưởng nay chị đại 83. Hello hello mấy chị.
nhanh 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 tay thì còn nè. Bây giờ cho em gom hết cùng riêng em bỏ cái ngăn dưới cùng với chị đi, dưới cùng. Hello hello, rồi đây áo khoác nha, lên áo khoác cái nha, áo sọc nè. Đây mấy chị áo sọc ha, áo sọc là 100.000 cái. Hai quần của bé Thanh Kim nè, Thanh Kim hai quần nè con, Thanh Kim hai quần gà 130 nè. Hello hello, đợi đợi em khui bao hàng xúc nha chị nha. Định tối nay xả hàng mà, lấy chưa? Định tối nay xả hàng cho cục lấy kim đi bi. Định tối nay xả hàng mà giờ biết sao không? Đi lấy đầm về đó chị, đi lấy hai bao đầm về. Chứ ơi áo không hàng xúc trăm cái không? Lấy kim chị, lấy kim trơn. Hai cái lấy kim của chị Sương Nguyễn. Alo alo alo, áo có hai cái lấy kim của Sương Nguyễn nè. Sương Nguyễn không có dấu nha. Đúng rồi, Sương Nguyễn không có dấu. Đây Sương Nguyễn hai cái nè. Áo khoác sọc của chị Thúy Phan 220 nè. Đúng rồi. Cho anh cây bút lông đậm đậm anh ơi. Hai trăm hai của Thúy Phan Diễm Phan gì có ghi mà lợt nè. Đó, có quần dài không? Quần chị đang đặt là quần dài nè chị. Quần chị đang đặt là quần dài mà. Quần đang giặt đặt là quần dài nha. Rồi áo nè mấy chị. Rồi áo nè, áo sọc nha mấy chị nha. Áo sọc đây. Áo này là 60 đến 92, 93, 94, 95 ký cũng vừa ha. Mấy chị cho em xin lượt chia sẻ nha. Đây mấy chị ha. Đây áo sọc nè. Áo sọc này là 60 đến, nó có sọc xanh nè, và nó có một màu nữa là sọc đen. Chị nào chốt sọc đen thì chốt sọc đen, chị nào chốt sọc xanh thì chốt sọc xanh ha. Hồi chiều em nhớ em quăng hai cái áo ra chốt cho ai sọc đen với sọc xanh rồi phải không anh Tư? Tư ơi, hồi chiều em quăng ra hai cái áo sọc chốt cho ai rồi đúng không? À, lấy hai cái 75kg của Thi My. Hai cái 200 của Thi My, con này dễ mặc lắm nha mấy chị, con sọc này rất là dễ mặc. Hai cái của Thi My nè, 100.000 con. Rồi ai chốt áo sọc nữa không quý vị? Sọc đen có sai không? Có. Cái này em vừa thoải mái giống như này nè, form này nè chị ha. Ha. Cho em xem quần đen dài, quần đó là quần legging đó chị Kim Trang. Hai cái đen, cái đen sọc đen. Sọc nào cũng mặc dễ chịu và thoải mái hết đó chị Thúy Phan. Chị Thúy Phan 100.000 nè. Thúy Phan 100.000 nè đi. Lai xong cái tour này á em dẹp qua để em vô cái tour hàng xúc ha. Hello hello chị Bạch Tiến đây. Chị nào chốt áo xanh thì chốt áo xanh, chị nào chốt áo đen thì chốt áo đen nha. Mã trước là áo xanh nè, mã sau là áo xanh đen, nhưng mà nó thiệt sự là nhìn nó sẽ ra đen ha. Đó, chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt nha. Áo đang mặc bao nhiêu? Từ từ em lên áo đang mặc cho. Rồi tiếp tục lên áo đang mặc nha. Vải là vải của chị Tuyên thích luôn á ha. Rồi áo đang mặc nè, nguyên cái lô này là vải của chị Tuyên thích luôn nè. Rồi chốt giùm em gu xì đỏ xanh, chốt giùm em đỏ xanh nha. Đỏ xanh gu xì, nguyên lô chị thích luôn á. Đây, rồi tiếp tục nè mấy chị nha. Puma, đây. Tiếp tục là Puma nè mấy chị ha. Puma, chị nào chốt Puma, chốt giùm em Puma nè. Sọc đen cho hai cái chồng mặc chung được không? Được chứ. Không chị, áo nữ mà. Áo nữ, con này là Puma nha. Con này Puma. Rồi tiếp tục nè mấy chị nha, con này là tôm mì nè ha, con này là tôm mì nè ha, con này là tôm mì. Rồi con này là cờ mỹ, đẹp ha mấy chị, cờ mỹ hồi trưa có đen mà giờ hết đen rồi. Con này là cờ mỹ nè, con này là mấy chị nên chốt nè, con này là mấy chị nên chốt nè ha, nên chốt con này nha. Thật sự là mấy ổng mặc á em không biết, em chưa cho anh Phước mặc thử. Anh ơi vô mặc thử con này cho em coi anh, để coi mặc cặp được không. Con này thì có thể mặc cặp được chứ con sọc là không nghe chị. Áo đang mặc của chị, áo đang mặc của chị Tuyên Nguyễn 120 nè con, 120 nè. Chút nữa anh Phước thử cái lô đồ nam cho mấy chị coi, em nói thử lô đồ nam. Thử cái lô đồ nam mà mấy chị nhìn áo nam là mấy chị mê mẩn liền à. Cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị ơi. Nó được không ạ? Nó không được, nó bị hỏng hỏng á, của nam mặc không được đâu, phải nữ nha mấy chị nha. Rồi các chị, mấy chị có chốt áo nữa không? Mấy chị có chốt áo không mấy chị ơi? Rồi không chốt áo đúng không? Ok. Bi ơi, không chốt áo, chắc hết áo vô cái góc dưới đi.
không chốt áo, để áo đây lại. Chắc hay ta đóng áo để vô đó, để biết sao ngồi đi vô đầm á. Chứ vô đầm á, mấy chị ơi có sao nghe tiếng nói mà đứng hình vậy? Cho em xem quần đi, quần lấy kim nha chị Mơ ơi. Quần lấy kim nha. Đâu cái quần lấy kim đi mấy đưa chị rồi. Đây, đây. Quần lấy kim thì cứ hai cái là 130.000 nha mấy chị. Không có chốt một cái nha. Không chốt một cái đâu. Đây nè mấy chị. Nè mấy chị thấy quần lấy kim dài đã không? Cứ hai cái 130.000 quần lấy kim. Hai cái 130, hai cái 130 nha. Các em xin nút chia sẻ nha mấy chị. Sao tối nay mấy chị yếu đạn dữ mấy chị. Yếu đạn quá à. Hai cái 130.000. Chị nào chốt lấy kim này chốt giùm em. Chị à. Chị nào chốt lấy kim. Ủa cơ Mỹ còn đen kìa. Chị cơ Mỹ còn đen kìa đứa cục trên cùng. Ủa cơ Mỹ còn đen nè. Ai chưa chốt cơ Mỹ. Chết mẹ ơi. Chiều giờ mấy chị hỏi cơ Mỹ còn đen nè. Còn được 4 cái đen nè mấy chị. Cơ Mỹ còn được 4 cái đen nè. Nè chị nào chốt cơ Mỹ đen thì chốt đi nha. 40 quần lấy kim 75kg của chị Linh nè. Dạ ok chị Linh nguyện 1, 2, 3, 4 4 cái của chị Linh nè. Linh quần 8 nha. 4 cái của chị Linh quần 8 nè. Hết tiền rồi. Chưa hết đâu. Chị Kim Trang ơi, bên em là bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Chị ok không? Chị ok thì báo em nha. Rồi hai cái này của chị Kim Trang nè, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha mấy chị nha. Ok thì báo em chốt, không ok thì báo xã. Hàng chính quy là mấy chị có vấn đề gì nhiều, hàng hóa nhà em thì cứ báo cho em ha. Bên em là hàng sale không cho đổi trả, hàng chính quy cho đổi trả sai nha mấy chị nha. Legging đứng hình Lê Thị Hồng Ngon, hai cái legging nè, hai cái 130 Lê Thị Hồng Ngon, hai cái legging của Lê Thị Hồng Ngon nè. Tuyên Nguyễn màu đen nè. Chị Tuyên Nguyên 120 nè. Tuyên Nguyên 120 nè. Bờ Mỹ của chị Thúy Phan nè. Cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị. Thúy Phan 120 nè. Rồi. Bờ Mỹ của chị Thi My nè. Timmy 120 nè. Chị nhắn tin vô tin nhắn á. À dạ ok chị nhờ. Ok chị dạ ok chị Trang nè. Buổi trưa live 2 giờ tối 8:30 nha chị Trang. Cho em cục legging đi 70kg. Dạ nó một size chị. Legging. Cho em cục legging đi. Chị Trần Mơ. Chị Trần Mơ ơi, bên nhà em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Chị ok thì báo em chốt, không ok báo em xả nha. Trần Mơ hai con đưa qua cho chị Bi bóp đi con. Bi vô ngồi góc trong này nè Bi. Bi ngồi góc trong này nè. Chỗ sát bên trái nè. Lê Lan hai quần nè. Có được chị Lê Lan nào nha. Lê Lan hai quần 130. Lê Lan hai quần 130. 80kg. Dạ vừa chị lấy kinh là từ 60-90kg. Bữa nay em không bán cho những chị 90-100 nha. Không, cái lô nào em bán nhiêu ký thì em sẽ bán nhiêu ký nha mấy chị nha. Hai quần riêng nhận được chưa em? Anh Tư ơi, mấy cái cục mà hàng bưu điện nó đưa lên, nó giao thì anh Tư dồn ở đâu? Có thử có cái cục là của chị Thúy Phan, Diễm Phan gửi lên không? Lấy một cái gu xì, một cái gu xì xanh đỏ phải không? Rút một cái gu xì đỏ đỏ xanh này, đúng không? Một cái gu xì đỏ xanh đưa đây. Một cái gu xì đỏ xanh của Thi My đúng không? Rồi thay bì luôn Bi ơi. Thi My nè, Thi My 120.000 Thi My. Thì mới nằm ngồi đợi cho đổi đầm rin luôn nha. Trời áo này là 60-90kg vừa luôn nha chị Diệu Nguyễn Thanh. Mà vải co giãn lắm. Legging hai cái của Nguyễn Thị Kiều Tiên nè. Nguyễn Thị Kiều Tiên legging hai cái nè con ơi. Nguyễn Thị Kiều Tiên legging hai cái. Chị nè em 85kg là chị Thanh ha. Bên em không cho kiểm tra hàng tại vì bị rút đồ mất hoài chứ không phải là mang buôn bán gian lận. Em còn đúng một cái áo cờ Mỹ đen nha. Ai chốt thì chốt nhanh nha. Còn lại là cờ Mỹ trắng ha. Dạ Trần Mơ có địa chỉ rồi. Chị Kim Trang vô cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Nè cờ Mỹ giống như em đang mặc nè. Ha mấy chị ha. Đây. Coi quần legging. Coi quần đi em. Dạ ok chị.
Mi, lấy cái mẫu đang mặc cờ Mỹ, cái đi Mi thêm một cái nữa. À, hiện bây giờ em còn đúng một cái áo khoác đi nắng, áo khoác sọc 220 và ba cái mẫu khoác này mới về nhưng mà được có mười mấy cái. Ừ thì Mi, quần lép jean này chị, quần lép jean này nha chị nha. Thứ nhất là nó không có mỏng, mấy chị thấy nó không mỏng không? Thứ hai nó rất là dày và thứ ba là nó trơn đã lắm, co giãn, độ co giãn cũng sướng lắm. Quần này mấy chị nên mặc nè, quần này mấy chị em nhà mặc, mập nhà mình nên mặc nè ha, nó rất là thoải mái. Rồi áo khoác nha, em còn đúng một con áo khoác sọc thôi, con này dưới 80 kg, còn đúng một con à, một con thôi. Rồi lô này đang may ra lô khác nha mấy chị, cái này hàng xưởng nhà em ha. À, con này đang may lên khác nè, đang may tiếp một lô khác mà vải khác nè. Em lấy cờ Mỹ trắng và đen nhé, 85 kg. Bây giờ còn đúng một cái cờ Mỹ. Ủa cờ Mỹ đen ai lấy vậy? Ủa cờ Mỹ đen, à cờ Mỹ đen chưa ai chốt. Dạ lấy một con cờ Mỹ trắng và một con cờ Mỹ đen hả chị Trang. Em lấy cờ Mỹ trắng và đen 85. Chị với em bằng ký nè nha. Chị ơi mặc cái con trắng này nè, em nói thiệt có nó xuất sắc hơn mặc con đen nhiều lắm luôn á. Nè hai cái con cờ Mỹ của chị Kim Trang. Và chị Kim Trang ơi, bên nhà em không gọi điện chốt hàng, chốt hàng qua tin nhắn. Đã lỡ khi mà có lộn xộn cái gì á, lộn xộn tiền hay là lỡ mà có em với chị có nhầm gì á, thì còn có cái bill đó để nói chuyện với nhau. Cho nên nhà em không gọi điện chốt hàng như những shop khác. Những shop khác thì có nhân viên, nhà em cũng không có nhân viên, cho nên mấy chị lại làm việc trực tiếp với em ha. Cho nên là mấy chị cứ tự tin mua hàng đi ha. Và vô cho em xin địa chỉ số điện thoại nha mấy chị nha. Dạ bây giờ là còn trắng thôi chị Diệu ơi, chị Diệu Nguyễn Thanh ơi, không còn đen. Rồi áo khoác này còn đúng một cái size dưới 80-85 kg nè. Em 85 kg mặc vẫn còn thoải mái nha. Em còn đúng một con áo khoác này dưới 85 kg, từ 60-85 kg áo khoác này. Chị chốt giùm em. Minh Thư ơi còn trắng thôi nha Minh Thư. Cho Minh Thư cái trắng đi. Hết đen rồi, hết sạch đen rồi, cho Minh Thư cái trắng. Chị nào chốt áo khoác đi nắng này chốt nha. Con này vải dày, mấy chị đi nắng mùa này được. Nắng trời ơi, em đi lấy hàng nắng quá trời, nắng cực luôn mấy chị thiệt. Nắng cực luôn ha. Rồi con này, còn đúng một con áo khoác sọc thôi. Chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Trời ơi, em đang trông chờ cái lô quần hàng xuất về giống dày nè mấy chị. Đang trông chờ quá trời luôn. Trông chờ em đang trông chờ nha mấy chị nha. Khoác sọc của chị Vui Phương nè. Chị Vui Phương ơi, ôi chị nói chung là chị cũng vui vẻ với em không cho chị đổi đồ mà chị vẫn vui vẻ. Thì thôi em sẽ đổi cho chị cái đầm đó ha. Ok không? Ok không? Có sọc của chị Vui Phương. Rồi chút nữa lên cái lô đầm là chị phải tranh thủ chị đổi nha. Rồi bộ này là em sale cho mấy chị nè. Bộ này trăm mấy quên mẹ rồi. Bây giờ sale nè. Bộ này là bộ cô tông mặt nhà đẹp lắm mấy chị. Bộ này sale cho mấy chị 90 ha. Nhưng mà bộ này co giãn lắm nha. Bộ này coi giãn lắm. Đây, coi nè mấy chị, coi nè ha. Thấy không? Dưới 72 kg, 60-72 kg còn mấy bộ à. Nhưng mà còn một size thôi, 60-72 kg. Chế nào chốt bộ ba lỗ này chốt giùm em nha. 60-72 kg bộ này ha. Rồi 90 ngàn sale, chốt giùm em bộ sale 90 ngàn. Hoặc là chốt giùm em bộ 90 ngàn 72 kg, 60-72 kg nha. Chị nào trên không được lấy ha. Một cờ trắng Mỹ. Chị Diệu Ngọc Thanh Nguyễn Thanh, vô nhà em chốt hàng không cần để số điện thoại đâu. Từ từ con gái em sẽ nhắn tin xin chị địa chỉ số điện thoại. Chỉ cần chốt là cờ trắng Mỹ là được rồi ha. Một bộ 90 ngàn của Thanh Kim nè con. Một bộ của Thanh Kim chị dễ thương lắm. Mấy chị mua hàng nhà chị em không cần lo. Dễ thương những cái lúc không bị khùng nha. Áo chị mặc, áo em đang mặc là 120 nha. Chị Lâm thì bích trăm. 90 ngàn cái bộ này nè, làm ơn chốt đi, về mặc đi rồi coi cái vải cho nó sung sướng cỡ nào. Hôm nay hàng xưởng về hai mẫu mà em không biết mẫu nào. Chút nữa em lên đồ nam chị. Em hôm nay lên mấy mẫu nào gửi hình cho chị. Đây có đồ nam không? Có chị. Đợi em chút xíu. Em bung đầm ra rồi. Không có, mấy chị không có mua bộ xả này đúng không? Ok. Không có đưa mua cái này thì tối em cho nó lên kho nha mấy chị nha. Tối cho lên kho. Rồi quần này là 60 ngàn con nè. 60 ngàn một con quần đùi nha. 60-82 kg. Chị nào chốt quần đùi 60 ngàn thì chốt giùm em ha. Trời ơi quần này mấy chị đi tập thể dục đồ đã lắm nha mấy chị nha. Mấy chị đi tập thể dục đồ rất là, nói chung là rất là sướng luôn á.
dùng từ sung sướng. Đợi em tí xíu chị Mo. Bộ 90.000 của Bùi Thị Kim Tuyến nè. Thế chị đợi em xíu nha. Bùi Thị Kim Tuyến 90.000 nè. Đợi em xíu, em lên mấy cái áo cốt này cái là cho hết cái phục hàng này rồi mình chơi nó mới xinh kiều luôn á chị ơi. Đợi em, đừng hối em sợ nghiệp em. Đừng hối em mấy chị à. Quần đùi đen à, chị Tuyên Nguyễn một quần đùi đen 60.000 nè. Tuyên Nguyễn quần đùi đen 60.000. Rồi lên áo khoác cho mấy chị nha. Áo khoác này là size từ 60 đến 88kg. Không có co giãn nha. Mấy chị lưu ý mẫu này, mẫu em đang mặc thử không co giãn ha. Mẫu em đang mặc thử không co giãn. Từ 60 có quần đùi riêng trên chút chị đó nha. Hôm nay zoom nhiều lắm nha. Hôm nay chị nào mà muốn mua cho mình một con zoom đi tìm là rất là nhiều. Đây mấy chị. Con áo này là áo xám nè. Nó là len tâm nha mấy chị nha. Con này không co giãn ha. Con này là len tâm nè, đẹp không mấy chị? Con này là mã xám. Con này là ba màu mà chưa tới 10 cái nha mấy chị nha. Ba màu mà chưa tới 10 cái đây nè. Con này là con xám nè. Mấy chị coi vải đây nè. Rồi con này là con đỏ nè. Con này là con đỏ nè. Len tâm nè, mấy chị thấy len tâm không? Đó. Con này là con đỏ. Đây mấy chị. Con này con đỏ ha. Rồi còn một con nữa là con màu đen. 220.000 nha mấy chị nha. Con màu đen này thì gầy nút ha. Con màu đen này thì gầy nút. 220.000 con này. Chị nào chốt mã này thì chốt lên giùm em ha. Bùi Thị Kim Tiến. Đây là quần rin ngọc trai nè. Quần rin này thì 220.000 một con nha mấy chị nha. 220.000 một con quần rin xanh này. Có giãn mà có size lớn, size 9 mấy ký cũng có nha mấy chị nha. Chị nào chốt quần rin xanh này chốt giùm em ha. Rồi quần lót nè. Con này là xong rồi, bắt đầu khui đầm xúc nha mấy chị nha. Khui vào đầm xúc ha. Chị nào muốn mua đầm rin đồ này kia thì chuẩn bị tiền ha. Đó là chuẩn bị tư thế cho tiền thì mấy chị đầy. Đây mấy chị thấy quần lót không? 5 con là 150.000 nha. Cứ 5 con là 150.000. Từ 60kg nè ha. Từ 60kg đến 100kg rồi thì thấy không? Đã lắm. Em nói với chị rất là đã luôn. Mềm. Mềm ở trong có lớp chống khuẩn. Mà nó nói chống khuẩn thì mình bác mình kêu chống khuẩn chứ chống con mẹ gì. Nó may nó quăng qua, nó quăng lại, nó quăng qua quăng lại mà chống con mẹ gì. Về giặt rồi mặc thôi, chỉ vậy thôi. Chủ yếu là người mặc của mình nó mặc sao. Cái chỗ này nè, nó không bị kẹt ha. Chỗ này là không bị kẹt. Nó không bị giống như là chật quá để mà bị hâm hám. Hoặc là chỗ này mà nó phải có thấm hút mồ hôi hoặc là mặc sao cho nó mềm mại với người mặc mình ha. 5 con thì 150.000 nha mấy chị nha. Một bịch thì 10 cái 290.000 mà mua 5 con thì 150.000. Ok chưa mấy chị? Rồi mày đi đâu vô đây mà mãi đỉnh. Ngày nào mày vô mày không kẹo mày ấm ho ngủ nguyên à. Ủa bữa nay sao mấy chị đâu hết trơn rồi ta? Bữa nay mấy chị yên cho coi lại áo khoác xám. Bữa nay mấy chị sao đi đâu hết trơn rồi ta? Đi chơi 83 hết rồi nè, đi chơi cho cẩn thận nha, kẻo tối ngày mai sình bụng đó nha. Đây, khoác xám lên tâm nè đẹp không? Nhức nhối luôn nè, sau lưng nè, đẹp không? Con này hồi chiều được mười mấy cái á. Hello Bùi Thị Kim Tiến là một nè, hai nè, chia hai màu nha, ba nè, bốn nè, gì vậy, năm nè. Bùi Thị Kim Tiến 150 nè. Đó, em lấy 5 cái lót dùng đơn. Dạ ok chị Trang. Còn lại 5 cái của chị Trang nè con. 5 cái của cô Kim Trang nè. Dạ ok chị. Mát nào cười vậy. Ở nhà mua đồ nha, đi chơi mùa này nhom 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 đủ mát thành bụng chết hết á. 10 quần Minh Thư 290 nè. Thiệt. Bây giờ nghỉ hết rồi chị ơi. Quỷ lộ liễu dễ sợ. Quỷ lộ liễu tàn canh luôn thiệt á. Quỷ nào mà nó lộ liễu ghê trời. $15 phải không? Thu liễu Lê Thị nè. Nè Thu liễu Lê Thị nè. Thu liễu Lê Thị 220. Dạ 5 quần lót dồn đơn. Dạ có luôn chị. Đang bán ế mà chị Nguyễn Thu gì cũng có hết trơn á. Dạ ok chị Thanh Trần. 1, 2, chia 2 màu nha. 3, 3, 4, 5 nè. 5 cái của Thanh Trần xin địa chỉ số điện thoại. Chị nào mà em xin địa chỉ số điện thoại là lần sau là lên chốt hàng.
đừng có kèm số điện thoại nữa, nhà em không có kèm, ở đâu có gọi điện chốt đâu mà kèm. Chị Thanh Trần, bên nhà em là khách, em không gọi điện chốt hàng nha, mà nhà em cũng cho kiểm tra hàng khi nhận đâu. Em còn con quần định bụng nè, bán xả cho mấy chị 130 ha, bán xả cho mấy chị 130. Nguyệt Minh Võ năm quần có chưa vậy? Nguyệt Minh Võ năm quần có chưa hả? Chưa chưa hả? Trời đất ơi, chưa có Nguyệt Minh Võ mà đưa cho chị Thanh Trần đây. Nguyệt Minh Võ nè, cho em coi áo khoác đen và đỏ lần nữa. Dạ ok chị, chị muốn coi gì coi cũng được đó, coi em cũng được nữa nha, chị muốn coi em cũng được nữa. Lấy năm quần của chị Văn Thúy đi đi. Gì vậy Nguyệt? Má nó ghi chữ gì mà anh Tư anh đọc thiệt gì không lộn không quá. Năm quần của chị Văn Thúy chưa? Năm quần của chị Văn Thúy. Ủa giờ, ủa sao có ta? Sao không có ta? Không có thiếu cái gì thì nói tao gửi nha. Lỗi từ tao thì tao không tính xiết nha. À, Minh Liêm là chồng em đó. Ủa đâu rồi? Minh Liêm nói gì cho em coi, áo khoác đỏ và đen mà. À, nếu mà Minh Liêm đây, đây. Nè coi cái đen đẹp không quý vị? Ôi coi cái đen nè mấy chị ơi. Chị ơi còn đồ bơi không may ghế lấy kính luôn. Còn một nhau. Bữa giờ mày đi đâu vậy? Mày biệt tâm biệt tích luôn vậy? Đây. Trời ơi đen nè. Một cái duy nhất trong cuộc à, đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này chị Thanh Trần ơi. Con ơi coi copy của Thanh Trần qua kìa, để ý hai tay la nói chuyện hoài. Copy qua rồi coi xóa cái bình luận của cô Thanh Trần để cho Nguyễn mấy lũi lừa đảo á. 220 một cái áo khoác. Cái này là đen nè. Cái này là đen nè. Ôi tao cạo đầu tao bôi vô hai bay luôn á. Đây là đen nè em ha. Rồi để lên thử cái đỏ cho coi. Thử cái đỏ cho coi nè mấy chị. Này đen nha. Này đỏ nè. Ngày Minh nhỏ dễ thương lắm nha. Đỏ phôm rất là đẹp nha. Đây đỏ này. Đây đỏ. Một cặp đen của Thuy Võ. Lấy cho em màu gì? Một cặp đen của Thuy Võ. Ngày Minh bên nhau dây tơ hồng nó đứt tê lê. Rồi Thuy Võ nè. Đưa con thứ hai con giống rồi Thuy Võ nè. Đó đứa một cái ghi đi. Thuy Võ. Thuy Võ. $5 lấy màu gì á? $5. Không có áo vuông trắng nha chị. Trời ơi em mừng ghê, hôm nay nhận đồ thích nhất có con mèo đỏ của Lâm. Đỏ. Đỏ của Lâm trắng khen nè. Ủa lộn, $5 nè. Đỏ của $5. 220. Thuy Võ hai con 220 cộng. Cái này là áo khoác cặp mà tao nói đi chơi mặc cái quần sọt quần dài tao nói đẹp vô số kể luôn nha mấy chị nha. Đẹp tàn canh giá lạnh luôn. Mênh mênh mang mang phù bông yên tử luôn nha. Đó giờ làm cái gì? Giờ đưa quần lót vô kia. Cái này là của $5. Đưa quần lót vô đây. Rồi đẩy hết cái rác xuống nhà dưới. Đợi em tí xíu. Em chơi thằng này nó lúc má một cái à. Em còn hai bộ mặt nhà sale nha. Dạ mai gửi, đợi tối nay mua đầm nữa. À, có gì à? Có rin suốt dài không? Hiện bây giờ là em không like rin được nha chị. Rin là đợi em về một lô em like luôn ha. Em cái áo thun chị đang mặc, lấy cái áo thun cờ bỉ cho Nguyễn Mỹ Lệ đi. Rồi à, anh Tư ơi, đưa hai bao đồ vô anh Tư. Hai đứa đứng dậy. Hai đứa đứng dậy cho bắt Tư vô hàng xúc đi. Trời ơi còn quần nịt bụng. À có cái quần nịt bụng nè con ơi. Có cái quần nịt bụng nè à, 70-90kg nha. 70-90kg, con này 150, còn con bán mấy chị 130. Còn một con thôi ha, bán mấy chị 130. Áo đang mặc 120 chị Hoa Nguyễn. Đây là hàng xưởng của em nè. Giờ lên cái hàng xưởng cái rồi mình quất qua hàng kia nha. Mình lên cái hàng xưởng sao nó còn quất hàng không vậy bay. Thì tao tất mấy đứa này ghê, này nè cũng phải sang bì hết à. À ngon ngon lấy cái quần nịt bụng này nhà chị không cho kiểm tra hàng khi nhận nha ngon ngon ơi. Với một cái hàng độc nữa nha, áo thun. Lệ lấy mấy mẫu này nè Lệ.
Đây nè, mới về nè, lấy cái mẫu này nè, lấy mẫu bu bu bực nè, lấy mẫu bu xì đỏ đỏ xanh nè, 130 nè, lấy mẫu bu ca mới về nè, đây nè, nè mẫu bu bu ma mới về đẹp không, trời ơi toàn mẫu đẹp không. Tiếp tục nè, nè mẫu tôm mì nè, mẫu tôm mì đẹp quá trời, mẫu này mà mặc với sọt là nhức nói nè đó nha mấy chị nha. Nói chung là hơi bị đẹp luôn, hơi bị đẹp luôn ha mấy chị ha. Hôm nay là em lên hàng xưởng em hai mẫu đang mới lên, với lại hôm nay là em sẽ lên đầm hàng xúc, cho nên tập trung vào hai cái bao tải đầm này đi nha mấy chị nha. Còn rin thì đợi ngày mai giùm em nha mấy chị nha. Tại vì á em hồi xưa giờ em like á mấy chị, em không có like theo ý mấy chị, gu xì của Thu Nguyễn nè đó, đúng rồi, em không có like theo ý mọi người. Tại vì á like theo ý một người là mấy chục chị kia phải chờ, mà chưa chắc một chị đó chốt. Ha, 10 cái bao nhiêu tiền nhỉ? 10 cái nhiêu tiền hả? 10 cái 101 chị. 10 cái thì bớt được 10.000 cái. Nè, coi bộ đồ nè mấy chị coi nè. Năm nay nè, em thấy đang là hot trend caro rồi nè. Mấy chị ơi, năm nay là hot trend caro nè. Cho xem mấy cái áo khoác mà chị Thao Nguyễn đây. Một là khoác đỏ nha chị nha, khoác đỏ. Alo, alo, đây là khoác đỏ nha quý vị nha, khoác đỏ. Ha, rồi còn một khoác đen thì còn đúng một cái duy nhất nha. Khóc đen thì còn đúng một cái duy nhất. Và một cái nữa là khóc xám. Đổi hai bộ. Không còn đâu, để mai em xíu em đổi cho chị. Nè, nè còn đây là mã xám nè. Mã xám nha. Đó, mã xám. Nó không tốn xíu lắm. Tôm mì 75kg vừa nha chị Nguyễn Trinh. Lấy cái tôm mì cho chị Nguyễn Trinh đi. Nè, tập trung vô bộ sọc này nè mấy chị ơi. Tập trung vô bộ sọc, năm nay là trend của sọc này đúng không? Năm nay là trend của sọc này nè. À, bộ quần caro áo đen, bộ này 260. Bộ này 260 ngàn nha. Đó, chị xe hơi bận nhà đâu. Chị xe hơi bận nhà đâu. Một lần tao nói mày comment là một lần đủ má. Tao ngồi tao dịch muốn lòi bản hồng luôn. Chị cho em đổi đen được không chị? À, nếu không được thì thôi được. Còn cá cho em đổi là 5 đô la. Nhưng mà chị nghĩ lấy đỏ hay hơn nha. Tại vì đen thì nó bình thường ha. Nè đây, đổi của con bé gì Phụng Tỷ á. À, đổi của con bé gì á. Bé gì quên rồi. Bé 5 đô la á. Bé 5 đô la. Chị Phụng Tỷ một con khóc xám nè. Khóc xám của Phụng Tỷ 220 nè con ơi. Phụng Tỷ 220. À, cứ những cái mẫu áo đang mặc là 60-95kg nha mấy chị nha. À, áo đang mặc đẹp quá. Tặng tôi 83 đi, sáng giờ chưa ai tặng gì hết, buồn. Đợi tối tao đi làm tỷ đường tao sẽ tặng cho mày, yên tâm nha. Yên tâm, yên tâm. Cảm ơn chị, con gái em thích mặc được mà. Đây, đây mấy chị ơi, lên bộ sọc này nha. Trời ơi, nói nghe nè. Em nói nghe, ở trên này là nó xếp cái kiểu baggy nè nha mấy chị. Nó xếp nè ha. Nè, coi bộ sọc này, tao nói đẹp nhức nhói luôn. Đây bộ sọc nè ha, coi đi rồi ghiền nha mấy chị nè, kèm với lại áo thun đen mà la dông nè ha. À, nè đó, trời ơi coi nguyên bộ này nè. Rồi nguyên một bộ đây là 260.000 nha mấy chị nha, 260.000. Tại vì cái vải caro này nó hơi mắc, cái bộ này là mấy chị mặc lên là xuất sắc nè. Trời ơi em nói thiệt, cái bộ này mặc cái bộ này nè mà kèm với đôi giày thể thao đi chơi cũng đẹp. Nói chung là áo khoác ta không có nón chị Thao Nguyễn, nói chung là áo khoác ta không có nón. Nói chung là bộ này xuất sắc, vải nào cũng xuất sắc mà phơm nào cũng đẹp nha mấy chị nha. Vải thì quá ưng xuất sắc, phơm thì quá ưng đẹp. Và nhà em thì tổng cộng là 4 size, 60-70kg một size, 70-80kg một size, 80-90kg một size và 90-100kg một size ha. Đó, cho nên chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Rồi nghe nói cái bộ gì đây về nè. Nghe nói với cái bộ gì đây về cũng 260 nè. Đây mấy chị, đây là bộ sơ mi nha. Đây nha mấy chị, ra bộ sơ mi ha. À, sọc đen 82kg là cái nào ta? Sọc đen 82kg là mẫu nào mấy chị? Mẫu nào mấy chị? Đây nè, đây là bộ công sở nè. Khót là size từ 60-88kg vừa chị Hoa. Đây mấy chị, đây là bộ bộ chân váy sơ mi công sở nha mấy chị nha. Chân váy sơ mi công sở rút hai bên ha. Cái mẫu này là hot năm nay nè mấy chị, coi vải nhà em nè ha. Bộ
80 kg dồn đơn. Mấy chị chốt gì em không hiểu gì hết trơn luôn á. À, bộ caro 80 kg hả chị Thanh Trần? Chị Thanh Trần chốt đừng có cho số điện thoại lên nữa nha. Nhà em không gọi điện chốt hàng mà chốt hàng tại tin nhắn cái fanpage của em, cho nên là mấy chị lưu ý nha. Nhà em là không cho kiểm tra hàng khi nhận luôn. Mấy chị không ok thì cứ báo xã nha, vui vẻ không có gì hết nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Trinh mới vô cho giùm em. Ủa Nguyễn Trinh mới nãy giờ lấy gì? Nguyễn Trinh mới nãy giờ lấy gì anh? Mới lấy một cái áo đây nè. Một cái áo cờ Mỹ hả? Tâm mì. Chị Nguyễn Trinh mới lấy một cái áo tâm mì, làm ơn vô cho giùm em địa chỉ kèm số điện thoại đâu. Quần caro với sọc đen đúng không chị Trinh, bao nhiêu ký? Chị Thanh lấy bộ này đúng không? Chị Thanh lấy bộ này 80 kg đúng không? Nè chị Thanh 260 nè. Bộ caro set váy size L của chế Phục Tỷ nè. Phụng tỷ 260. Đây là bộ công sở nè. Đây là bộ công sở nha mấy chị nha. Ok chị Thanh, bộ công sở nè. Đây nha mấy chị nha. Bộ công sở. Đây. Ha, rồi đây kèm với chân váy quần nè. Kèm với lại chân váy quần. Cho chị nào chưa mặc thử mẫu này thì 82 kg em hay đặt bên Zalo. Chị Trinh giờ đặt bên này đi. Đặt bên này cho anh Phước làm bill hết luôn ha. Chị Trinh Nguyễn lấy bộ gì đây? 82 kg. À lấy bộ sọc đen. Lấy bộ sọc đen là phải bộ caro không chị? Chị Trinh phải lấy bộ này không mấy chị? Mấy chị comment rõ rõ giùm em cái đi mấy chị. Chị Trinh Nguyễn phải lấy bộ caro không? Nếu đúng thì ok lên giùm em cái 82 kg để em lấy hàng nha. Rồi nó bỏ vô bịch này lại nè bây giờ. Chị gì? Chờ anh chút khách Zalo. À, chị Nguyễn Trinh còn ở đây không? Chị Nguyễn Trinh hình như buôn bán xin địa chỉ mấy chị số điện thoại mấy chị khổ quá. Xả bill đi anh, khỏi bill xả bill đi. Bán đi cho mấy cái chị này cũng được nữa. Xả đi. Xin địa chỉ số điện thoại bất vả quá. Nè, áo chị đang mặc 120 Giang ơi. Trinh Nguyễn nè, Trinh Nguyễn một bộ caro. Nè, Trinh Nguyễn một bộ caro 260 nè. À, cho anh Bảy mặc thử hả? Bê đê, mặc cái gì em? Bộ caro 1m7, 70 kg. Trời ơi, bà ơi, bà Tiên ơi, sao cái chiều cao ở đâu mà bà đã dữ rồi bà Tiên. Đây là Đào Thị Bích Tiên nè. Đào Thị Bích Tiên xét chân váy đó là nguyên xét kèm áo sơ mi đó chị Huyền, 260. Áo sơ mi cũ vuông, tay có nút, kèm với lại chân váy rút, 260 ngàn. Nha mấy chị nha. Tối nay nếu em không xả cái kho ở dưới đây được thì ngày mai chị em mình phải gặp nhau để xả cái kho dưới này nha. Tại vì tối nay em lên đầm xúc á. Nha. Rồi đưa hai bao đầm xúc vô đây đi. Đứng dậy, hai đứa đứng dậy. Hai đứa đứng dậy. 60 đến 95 kg Giang ơi. Nó nhiều mẫu lắm Giang. Cái nhà chị chắc phải 30-40 mẫu á. Lấy em xếp không sợ chưa. Hồi nãy lấy xếp caro cho chị Phùng Tỷ chưa lấy xếp không sợ. Nè lấy xếp không sợ cho chị Phùng Tỷ nè. Xếp này mới về luôn á chị Tỷ. Mới về luôn á. 260 luôn. Rồi khui đầm hàng xúc nha. Chị nào mà cần dâm, cần đầm dạ hội thì tối hôm nay có size lớn, size nhỏ. Mà mấy chị lưu ý giùm em mỗi mẫu nó có một cái thôi. Gì vậy? Ngân Ngân ơi, một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại em cũng xả bill nha. Chị một xét chân váy rút 65 kg của Nguyễn Huyền. Coi được Nguyễn Huyền nào nè coi. 260 của Nguyễn Huyền. Ai vô lấy đồ cho em like đi coi. Quần đùi riêng chưa lên được chị. Hôm nay lên xét với lại lên đầm nha. Tại vì toàn hai bao tải. Hai bao tải rồi hàng xuất mới về. Anh Tư ngừng chút quay cho kêu vô hai bao hàng mà. Để ngừng chút đi từ từ phân bill sau. Hai bao luôn anh. Tao đập riêng không? Cái đó riêng hả? Riêng không mà tao. Lấy kéo về rồi. Hôm qua chị nào mà chưa chốt riêng kịp thì chốt nha. Beauty Me còn dưới không? Rồi Beauty Me còn rồi lấy kéo đi. Nói chung là hàng này á là hàng toàn là hàng ít không mà hàng độc không mà mấy chị. Mấy chị thấy nhà em bán ít ít chị chứ mà cũng ít ít thiệt á. Ngày cũng cỡ vài chục tới trăm bill thôi. Mấy chị thấy nhà em không có nhân viên mấy chị thắc mắc đúng không? Nói vậy á, ơi vậy á. Nhà em không có nhân viên. Có con em làm với anh Thiêm, anh Tư với anh Phước coi chứ nhà em là em trả lời ôm xô từ A tới Z hết á. Cho nên hàng hóa có vấn đề gì mấy chị cứ nói em.
À, chị Ngân Ngân với lại chị Trinh gì đó không có được chị số điện thoại không cho thì xả đi. Xả đi. Một lần nhắn tin là mà người ta hai lần, một lần hai lần người ta đọc đó trả lời thì xả đi. Bán cái đứt thôi. Bán nhiều dầu tới bất ngờ chết queo. Cho em xin dấu chấm đi mấy chị, chấm chấm bút bút lên giùm em ơi. Trời ơi, bán hàng mà không cho địa chỉ số điện thoại đây, chẳng lẽ giờ em đứng đây em hô mưa gọi gió hả mấy chị? Không có, hô không có được. Em hô mưa gọi gió là em hô ra tiền rồi. Em là Mai Đình Ngọc Lâm, Nguyễn Huyền, Đà Nẵng, 600 em dùng nick này mua. Để gì? Dạ đúng rồi, hồi nãy em nói với chị Thảo là để em đổi đó, chút nữa chị lựa cái đầm riêng khác lên giùm em nha. Em đổi cho chị nha. Em đổi cho chị. Chị Trinh Nguyễn ơi, em nhắn tin cho chị ở bên bay nè, chị vô chị cho em đầy đủ địa chỉ số điện thoại trong bay, được cho Zalo nữa chị Trinh nha. Anh nói gì anh nói lại vậy? Hiểu gì? Ừ, vậy cũng hiểu nữa. Rồi nút lại luôn bị. Rồi lên đồ nè. Cái nào mà em có nhắn với mấy chị, ví dụ như cái hàng đã bị lỗi, em nói ừ để em đổi cho chị, thì một là em sẽ kiếm cái giống vậy, nhưng hai là nếu chị có ở đây thì chị vô lựa like lại, khi làm bill thì em sẽ cho shipper thu về. Cái mấy chị mua hàng cứ yên tâm, có gì cứ báo em nha. Em cũng trả lời mấy chị mà bình thường ha. Mình một cái mà mình không đổi người ta thì cả cuộc đời này không bao giờ ai ủng hộ mình con mẹ vậy chứ. Ai bán ít cho nó chắc. Rồi lên đầm nha. Đầm này là coi như hôm qua giờ bao nhiêu người hỏi nè. Đầm mà đầm bạc bầu nè. Mấy chị coi đầm riêng nhà em phải coi vẻ này bạc bầu nè. Mấy chị thấy đẹp không? Thôi, form này là hơi bị đỉnh, hơi bị đỉnh luôn. Hơi bị đỉnh nha, chị lấy một bộ công sở 260 chốt rồi. Chốt rồi nha chị nha, yên tâm, yên tâm. Chị có không nghe em đọc khi chốt hả? Chốt rồi đây. Đầm riêng 280 ngàn, số lượng có hạn nha mấy chị nha. 260. Đây nè mấy chị đẹp chưa? Rồi chốt giùm em đầm rin bạc màu nha. Đầm rin bạc màu size 16 nè, size 18 nè, size 20 nè. Nhanh tay đi mấy chị, size 20 nè. Ha. Chốt giùm em rin bạc màu nha. Chốt lẹ đi mấy chị ơi. Lấy em cái đen với cái trang lớn hơn diện một size. Đâu có hết đen rồi, lên lấy kinh rồi, Trang Nguyễn tí xíu em lên lại cho. Bây giờ chị lấy cái gì? Lấy cái đen là cái trắng, áo này có một size thôi, áo này free size nha chị. Áo này là free size. Nha chị ha. Áo này là áo free size. Size 14 nè. Rồi chốt cái làm size 14 cho chị. À hồi chiều nay chị Thanh Trần đặt nóng luôn đó. Nè chị Lê Thảo nè, đổi cái này cho chị Lê Thảo nè. Đổi cái đầm này cho chị Lê Thảo nha. Đổi cái đầm này cho chị Lê Thảo nè. Bị lỗi nè. Ờ, ghi đầm đổi đi. Ghi đầm đổi của chị Lê Thảo đi. Đầm đổi. Cái gì? Lê Thảo có dấu. Đầm đổi Lê Thảo nè. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục. Từ từ nha. Em kéo lên em giải quyết mấy cái đổi cái à. Từ từ. Không có gì phải nôn. Không có gì phải nôn hết. Mấy chị phải bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh hết sức nha. Không có gì hết. Mấy chị đợi em tí xíu. Đợi em. Rút hai cái quần legging cho chị Linh Ngô ơi. Có mà em mới nhắn cho chị Trinh rồi đó. Rút hai cái quần legging cho chị Linh Ngô thêm nha chị Linh Ngô nè. Để em qua em chốt cái mẫu quần lại em đổi thôi. Ủa cha. Vì nó chốt mẫu quần đổi rồi đâu mất rồi ta. Đúng rồi. Hôm nay mà Dâm ngày hôm qua chị Ngọc Châu hỏi Dâm là hôm nay Dâm về nhiều lắm nha. Chết mẹ. Sao không có lưu lại không biết nữa. Chết mẹ. Rồi đầm rin của ai vậy? Đầm rin bạc bầu nha. Đầm rin này dài dưới gối luôn chị. Rin này là dài dưới gối nha. Bạc bầu 73kg của chị Thu Hương. Chị Thu Hương. Chị Thu Hương Nguyễn nè. 208 của Thu Hương Nguyễn. Thu Hương Nguyễn 208 nè.
Phương Nguyễn 208 Bạc Bầu. Rồi của chị Phương Thảo nè, Phương Thảo tỉnh đứng nào đi. À, Phương Thảo Bình Phước nè, 208 Phương Thảo Bình Phước. Chị Nguyễn Huyền chỉ còn chút rinh kèm số ký thôi em đưa sai. Trinh Nguyễn Quảng Ngãi, áo đang mặc 120 của chị Hoa Nguyễn. Lấy một con áo đang mặc, còn không, áo cờ Mỹ còn không? Còn dưới cùng thì hết đâu. Áo của chị Hoa Nguyễn 120, bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha mấy chị nha. 68 mặc, mấy chị chỉ còn chốt đầm rinh vàng bầu kèm số ký, em lấy size cho mấy chị. Không có mẫu nào có đen hết. Chị Yên đổi em cái nút dây đi, sao đổi cái nút dây được chị? Hàng nào đổi hàng đó nha chị Thảo. Hàng nào đổi hàng đó, hàng nào đổi hàng đó. Thứ nhất là bên em không cho kiểm tra hàng, thứ hai hàng sale không cho đổi trả, thứ ba là mẫu chị đổi size thôi chứ không đổi mẫu nha chị Thảo nha. Zoom đen trắng có size 18 và 20, zoom để tí xíu lên zoom này nè. Đầm rin vải dày hay mỏng có co giãn không? Đầm rin là vải bình thường, vải mỏng chứ không có dày, không có vải dày nha mấy chị. Không có dày cuội đâu, vải mỏng mà có co giãn nha. Vải mỏng mà có co giãn nha mấy chị nha. Vải mỏng có co giãn ha. Rồi chị nào chốt đầm rin thì chốt giùm em. Chốt đầm rin chốt giùm em nha. Chớ số lượng là không có nhiều đâu. Số lượng không có nhiều đâu, 50 cái. Ờ, không tới 50 đâu. Phương Thảo nè. Rồi ai nữa nè, ai nữa báo em nè. Một bù quá đổ qua mẫu rút ra. Không chị, mấy chị cứ dậy hoài rồi hàng. Mấy chị giống như đi ship cho mấy chị, cho mấy chị. Cứ không đẹp thì mấy chị đổi thì hàng sao em đi được. Chốt cái trắng anh chị Giang Nguyễn đi, mấy chị cứ dậy hoài luôn á. Đưa cái đầm của Lê Thảo ra đây đi. Mấy chị cứ dậy hoài thì chừng nào em hết hàng không biết nữa. Đưa cái đầm của chị Lê Thảo xuống cho Đặng Hồng Hành đi. Còn đường xưa em đi. Rồi đầm rút dây nè. Rồi cái hồi nãy là vạt bầu đúng không? Và cái này là có cục dây nè mấy chị. Cái này là có cục dây nha. Cái này là có cục dây. Con này thì em nói chị mấy chị là hơi bị đỉnh ha. Rồi con này có cục dây nè. Hai bên này có túi nè. Rồi chốt giùm em đầm cục dây kèm số ký. Chị cái form này hơi bị đẹp nha. Vải co giãn nha. Con này là đầm cục dây. Chị nào chốt đầm cục dây thì chốt em này lên ha. Đầm cục dây. Ôi mấy con rin này em nói với chị mẫu xuất sắc lắm. Đầm cục dây, chị nào chốt đầm cục dây chốt lên giùm em cục dây nha. Cục dây. Chị nào chốt cục dây thì chốt giùm em cục dây nè. Chị Lê Thảo đổi qua mẫu này có không? Chị Thảo ơi, đổi qua mẫu này có cần phải rộng hơn không? Đó, nữa, cái gì vậy? Cái trắng giống cái gì đang mặt nè. Rồi, cục dây. Ai chốt cục dây thì lên cục dây giùm em nha. Ai chốt cục dây thì lên cục dây giùm em. Con này mà mấy chị mặc ha, mở hai cái nút. Em nói mấy chị hơi bị dùng từ sao ta, hơi bị đỉnh luôn. Hơi bị đỉnh luôn, mấy đừng có nói cái gì hết trơn á. Rồi ai chốt cục dây thì lên cục dây ha. Mai giao hàng cho em ok không? Đầm cục dây của chị Hạnh lên giùm em số ký đi chị Hạnh ơi. Chị Hạnh ơi lên giùm em số ký, em qua em lấy lại cái em mới quăng qua kia rồi. Lên cho em số ký đi chị Hạnh. Chị Thảo lấy cái nào? Chị Thảo lấy cục dây đúng không? Cục dây chứ rút bụng ở đây đâu có hàng đâu. Để em coi thử rút bụng có hàng, chứ em thấy rút bụng không có hàng nha. Mẫu gì đây vậy? Trời má ơi, mẫu này đâu có lấy. Bỏ lên cầu thang lại con. Mẫu này không có lấy nè. Trả hàng lại nè. Mẫu này dây bự lắm, mặc vô mọc lắm, không có lấy. Đầm chị lấy em 20. Dạ lấy cái cục bụng 20 ha. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh lấy size nhiêu vậy? 67kg. Ui trời, hello. Hello My, xin vậy hả? 70kg của trời Vũng Tàu có đây. Chị xem lại đầm bạc bầu cứ kè giật 67kg. Lê Thảo một cái, Nguyễn Hạnh hai cái. Nguyễn Hạnh một cái nữa là hai cái. Ok, em đang đi lấy đây. Hello em. Rồi hai con. Con đường xưa em đi, người ta kéo dây em. Rồi đây nè, của chị Lê Thảo nè, chưa chịu đổi, lấy hàng về. Rồi đây một cái của chị Nguyễn Hạnh Vũng Tàu nè. Nguyễn Hạnh Vũng Tàu. Không có rút bụng thì cục dây sao không có rút bụng chị? Không có rút bụng mà về lô đầm rin này nữa.
Tối hôm qua bé tỉ vô nó hỏi đầm rin này. Trời, lô đầm rin này mấy chị mặc mê luôn á mấy chị. Lô đầm rin mấy chị này mặc mê thiệt. Lô đầm rin này không chốt là coi như hối hận luôn á. Em nói thiệt, chỉ cần gỡ hai cái nút ở trên cùng ra thôi mà hút cái lô đầm rin này là mấy chị sung sướng cuộc đời luôn nè. Mà vải co giãn ha, may nếp nào ra nếp đó luôn. Bé bé đưa đổi cho cô Lê Hạnh size này đi, cho cô Hạnh mặc cho thoải mái. Của cô Hạnh đó. Đúng rồi. Không có rút bụng thì cột dây ok chị Thảo. Ok chị Thảo. Rồi nha, em kiểm tra hết mấy cái cục đây rồi. Rồi rồi mình đến với nhau. Rồi mình đến với nhau nha. Gì vậy? Con gì kêu vậy? Chuyên ơi, dạ đây em đây. À, chị coi lại đầm rin bạc bầu đúng không? Hay là chị coi lại đầm rin mặc vô có bầu? À, chị muốn cái nào chị Huyền? Đây. Đây đầm rin bạc bầu nè. Cho coi cúc trên nè. Cho coi lại lặp tay nè. Ha. Đầm rin bạc bầu. Form này là dài dưới đầu gối hết nha mấy chị. Không có dài trên đầu gối nha. Mấy chị mà luôn mà kinh đời không thèm lớn là chết nữa. Nè, bỏ cục lên thùng hang để trẻ nè. Không có bán hàng đó. Để nói không bán rồi còn bỏ vô nữa. Tại nói không bán mẫu nào là không có bán mẫu đó rồi mà cứ hay bỏ vô mà. Mẫu này là coi như chất cầu thang bán muôn đời thiên thu luôn. 280 chị. 280 quẹo lựa nha. 280 quẹo lựa giùm nhà em nha mấy chị nha. Một mẫu là bạc bầu, một mẫu là rút dây ha. Chị nào chốt bầu thì chốt bầu, chị nào chốt dây thì chốt dây giùm em nha. Bạc bầu với rút dây. Rút dây với bạc bầu. Nói là comment, bỏ lên trời tiếp nè. Để chút nữa kiểm tra lại mấy cục kia. Lỡ ở đây em kiểm tra còn cục cuối cùng bỏ còn hang luôn. Nấu dồi, không có bán là không có bán. Vậy bầu mới cầm nha, bầu mới cầm hả chị? Lấy đầm rin bạc bầu 85 Nguyệt Minh Võ. Ủa Nguyệt Minh Võ lấy chưa? Nãy giờ chưa lấy cho chị nha. Nãy giờ chưa lấy cho chị nha. 85kg bạc bầu của chị Nguyệt Minh Võ nè. Nè Nguyệt Minh Võ 280.000. Không, em không giận, khách mới ok chị Hương. Đổi được mà, giờ tại bên em bán ế đó. Đưa cái bill của chị Hương ra đây. Coi thử sai cái từ bạc bầu qua cột dây. Bạc bầu mới cầm của chị Tuyên Nguyễn không? Dạ ok chị Tuyên Nguyễn nè. Mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Dạ được chị. Rồi Tuyên Nguyễn nè. Tuyên Nguyễn 208. Rồi đưa cái rằm của Thu Hương Nguyễn vô em đổi. Hình như có áo có. Em mới xem lại coi vạt màu. Nè chị, em nói chị Tuyên là con đầm này không có chê đâu được đâu. Em lựa hàng rồi là không có chê vào đâu cái clip nào được đâu. Rồi đổi cái rồi cho chị Thu Hương Nguyễn đi nè. Nè chuẩn bị vui cái bao hàng cúc này là mấy chị phải tranh thủ nha. Tranh thủ coi like nha. Hương Nguyễn là cái từ cái bạc bầu 16 đổi qua bên xuống dưới kia kiếm cái rút dây đi. Rút dây 16 cho chị. Cho chị con áo khoác về còn 2-3 con à. Còn 2-3 con là baby. Có 16 không? Có này luôn. Có rồi nè, bị gọi lấy chị đã. Ủa, baby lấy em. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xong mẫu đầm riêng rồi đó. Đầm riêng giờ chỉ có chút sai chút ký thôi. Còn lại em có ai đụng chạm gì vô hết trơn trời nha. Ủa làm gì còn 65 bill trời. Trời ơi vậy sao đây trời. Bạc màu 70kg. Bạc màu là có dây hay là không dây chị ơi. Cái nào nó cũng bạc hết trơn á. Đẹp cái nào nó cũng bạc á. Bạc là nó có dây đúng không chị. Bạc là có dây. Đúng không thì báo em nha chị nha. Bạc thì có dây. Đúng không thì báo em. Chỉ còn báo ông trời má. Phui bao rin này, phui bao đầm này mà còn view sáu mấy người trời. Lên cho em xin nút chia sẻ đi mấy chị. À bạc bầu chứ không phải bạc màu. Chị đổ mai nhiêu ký? 67 ký.
trong tim em vẫn còn ngày xanh. Đây 280 bạc màu không dây à, là bạc bầu á chị, bạc dưới nó bầu. 70kg hả chị Mai ha. Rồi đây là của chị Đỗ Mai. Dạ cờ là gì chị? Cờ là con cu phải không? Cờ là con cu đúng không? Nói đi. Cờ là gì? Rồi lên làm hàng xuất nha. Chị ơi còn hàng độc không mà nói nghe nè. Nè con này con của chị Tâm Trương 300. Con này con của chị Tâm Trương 300. Ôi mẹ ơi, lấy rồi chị Tâm Trương mà lấy về trúng với con bị lỗi mẹ rồi. Anh ơi, lấy mẹ con bị lỗi rồi, cho em cái vạt bầu 85kg nữa của chị Trinh Nguyễn. Nhưng tim em rồi, vạt bầu của chị Trinh Nguyễn nè. Ủa chị cười cái gì vậy chị? Chị cười cái gì chị nói em? Tắt một đây. Tay 20 nè. Tay 14 nè. Nè. Ủa con có dây chuyền vậy ta? Không có dây chuyền rồi. Con này nó không có dây chuyền chị Tâm ơi. Con này không có dây chuyền rồi. Không biết có hay không, để em kiểm tra nha. Con này về không có dây chuyền. Nè con này có size 14-20 nè. Trời ơi con này mà mấy chị mặc đi tiệc là coi như em nói chịu đỉnh hơn, chịu đỉnh luôn á nè mấy chị. Sang lắm luôn á. Cái 20 nó không có sợi dây chuyền á ly hồ. Cái đen 14 nè. Trời ơi đẹp ha. Đen 14 của Mai Đình Ngọc Lâm 300 nè. Con này là không có chê được một cái nét gì hết trơn á. Em nói con gì đó chị cười hả? Chị sẽ mê mấy cái con nó ghê thiệt giống em ghê. Chị bỏ đi nha. À. Nè con 18 của chị Tâm Trương nè. Đỗ Mai qua rồi. Rồi con này của chị Tâm Trương nè. Cũng giống con này mà con này 20 nè con. 300. Con này của chị Tâm Trương 300 nè con. Họ nhớ nha chứ không hư đồ mấy cô á. Vậy đen em vừa không, mấy chị hỏi là đen kèm số ký chứ mấy chị em chưa nhớ nhớ kỹ số ký mấy chị hết á. Con này 18 nè. Đó, con 16 không có sợi dây chuyền. Tùy có sợi dây chuyền hay không mà nha mấy chị. Con này là 10 con này là 18 quy nè, là size 90-95kg nè. Ha lấy rồi đó. Con này là size 16 nè mà không có sợi dây chuyền nè. À, con này size 20-100kg nè, có sợi dây chuyền nè ly hồ ha. 82kg lấy con size 16 chị mơ. Nhưng mà con 16 này không có sợi dây chuyền. Hay em lấy sợi dây chuyền của em đang đeo ở nhà em tặng chị. Con này 20, em có hai con 20, một con có sợi dây chuyền, một con không. Mà con này mà chị nào bụng lớn, bụng bia, bụng bầu á nha. Em nói với chị mặc con này sang lắm. Nó dùng từ là điểm 10, ngọt từ xương mà ngọt từ nước mà ngọt từ tủy luôn á mấy chị. 300 ngàn một con nha mấy chị nha. Hơi bị đỉnh. 1m7, 70kg rộng cho cái 20 của ly hồ nè. Là 20 có dây chuyền của ly hồ. Ngon từ là nước ngọt từ xương. Con này ly hồ đi em cưới một phát nha, ly hồ nha. Nói thiệt luôn ha, không có từ nào để diễn tả được đâu. Để Mai đi nè. Hồi nãy ông kêu ông biết rồi, giờ hỏi Mai Đình Ngọc Lâm là la là la nè, la la là la nè, coi nè. Rồi buồn lại. Coi Đức Sợi Chiều sai 16. Không có size nhỏ chị. Không có size nhỏ nha. Không có size nhỏ. Hà Nguyễn 16 dùng đơn. Hà Nguyên 20 không có dây chuyền chị Thảo ơi. 16 16 cũng không có dây chuyền mấy chị. 16 không có dây chuyền. Chị lấy được không? Chị gì đó ơi. Chị gì chị Hà Nguyễn ơi. Không có dây chuyền chế lấy được không chế? Tại vì cái hàng này nó tuồn lại. Không có dây chuyền chế lấy được không? 20 nè không có dây chuyền. Chế lấy được không thì báo em nha. Dạ ok chị, bớt chị lại 20 ngàn để tính 280. 280 của chị Hà Nguyên đi. Có gì Hà Nguyên nào nè. 280 của chị Hà Nguyên nè. Hà Nguyên nhà bè nè. Rồi con này mặc giấu bụng hơi bị đẹp, ác ghê. Đẹp nè, hôm nay nhiều mẫu sai chị lắm, chị đừng có chê. 20 mà không có dây chuyền nè. Nè, coi lại nè.
con size 18 và một con size 20 con. Hai con này là size từ 85kg trở lên ha. Rồi không chốt cái này đúng không? Lùn ơi đưa lại lên cho qua cho bác Tư nè con nữa nè. Cho bác Tư treo lên. Treo lên chưa? Treo. Treo ở trước coi thử cái thanh nào cao nhất thì treo. Đẹp lắm mấy chị. Đẹp lắm. Em nói là hôm nay lên những cái con hàng đẹp lắm nè. Lên cho coi nè. Đổi cho cái 20 không dây chuyền cho Ly Hồ. Ly Hồ nó bị khùng rồi. Thiệt. Đưa hái đầm nó vô anh Tư ơi. Đưa lại hái đầm nó vô. Đưa hái đầm nó vô với cái Ly Hồ mới xả ra đây. Ly Hồ bị khùng rồi thiệt. Thiệt mà. Rồi. Lấy con Ly Hồ, lấy cái con đầm của Ly Hồ ra. Đừng lấy con Ly Hồ ra. Hà được cái bụng, không có vú cần. À, cái cần bự nó không bự. Thôi khỏi đó, bị khùng nữa, đừng có đổi nữa con ơi. Nó bị khùng rồi. Thiệt. 18 của ai ạ? Cho mình nè, của chị Tu Hô 18 là 18 có dây chuyền. Con này nó bị khùng rồi. Thiệt. Người ta cần cái dây chuyền để lên một cái con đầm cho nó sang chảnh. Mặt con đầm thì lên 8,5 có dây chuyền 10 điểm đi xả dây chuyền ra. Nó bị khùng rồi. Thiệt, Ly Hồ này ai cho nó uống thuốc giùm con cái đi. Một phút nữa chị đổ mai không cho em, để chị số điện thoại em xả bill nha. Đó, mấy anh chị thấy em bán mà em chửi khách như con đẻ luôn á thiệt. Nó bị khùng. Nè treo trước con treo tới không? Rồi cái đó của chị Tu Hô á. Trời ơi con này đi về ăn đám cưới cái là coi như y chang đi em cưới luôn. Nè bán con đầm dạ hội 300 là đi may phải mấy triệu. Nói thẳng câu luôn. Mà may form không bao giờ đẹp bằng hàng xúc. Nói câu nhẹ nhẹ vậy thôi. Con này size 16 nè. Bạch Yến ơi size 16 đây. Đây nè. Nè, thấy chưa mấy chị, 300 ngàn một con duy nhất. Đầm phơm yếm. Thôi con này là mặc lên em nói thiệt. Con này mà em mặc lên một phát nha, y chang con đầm dạ hội luôn. Đây. Nè coi nè, trước sẽ đùi nè. 300 ngàn con này là dồn đơn chị không thấy tới gì. Ủa, sao nó báo trên app bom 1 triệu mấy của chị nó báo trên app á là bé Lùng ơi. Chúc nhớ nhắc gì làm việc. Nó báo trên app là chị Văn thì xin hẹn lại. Mà kỳ ta. Em thấy trên app vậy á. Giờ mới lên zoom nè Trinh ơi. Trời ơi làm ơn nha mấy chị. Làm ơn chốt con đầm 300 đầm đi tiệc size 16 là nhiêu. 77kg đến 85-86kg. Là 76kg đến 86kg con đầm này. Trời ơi là trời. 16-16 chốt giùm em. Cỡ ra con mấy cỡ ra 16 đây mấy chị ơi. Hôm nay đầm dạ hội nhiều lắm chị Tuyên đợi em. Đầm này là của chị Tuyên Nguyễn Hốt nè. Đầm này là của chị Tuyên Nguyễn Hốt nè. Nè em nói mấy chị nghe đây nè. Mấy chị coi vải đây nè. Thấy vải đó không? Nè nó sẽ nằm như thế này nè. Đầm này size số 10 là size chị Tuyên là dưới 72-73kg nè. Nó sẽ nằm như thế này nè nha mấy chị nha. Ở trên đây là hai cọng dây. Hồi ơi đẹp không? Đầm này 300. Xin lỗi với mấy chị có tiền không bao giờ đi được quyền được con này luôn 300. Mấy chị coi vải đây nè. Coi đi, coi đi. Coi đi, được kìa. Nha. Dưới 72-73kg con này size 10 nhưng mà form hơi rộng. Trời ơi là trời, ơi là trời. 300 của chị Tuyên Nguyễn. Trời ơi là trời. Bán hàng mà rống cái mỏ, trời ơi là trời. Còn một con nữa chị Lộc, đợi tí xíu đi, chị Lộc nhớ nhắc em nha. Còn con nó nằm tại vì thứ cái á. Em vô coi em lựa chỗ một cái đó mấy chị. Đi kho bung mà. Đi mấy cái kho này về nha. Đi mấy cái kho hàng xúc này về. Mất sức lao động luôn. Thiệt, nói thiệt mà. Em có một con đầm size 16 nè. Mấy chị mà không mặc con này là em để dành em mặc ở nhà đó. Nó là sao ta, nó là vải giống như vải la dông á. Con này em bán cho mấy chị với giá 120 ngàn. Con này size 16 là dưới 85-88kg. Đây. Đây nha mấy chị nha, trời ơi chị Tuyên. Cỡ đó mà mang thêm một con túi đính đá luôn rồi đó này nè nha. Mặc cái đồng dạ hội đó mang con túi đính đá. Để đi cái tay giống vậy luôn nè đó. 120 của chị Hà Nguyễn nè, Hà Nguyên nè. Đi ra chị đó, chị đứng tạo dáng giống em vậy nè đó. Tối đi sửa xương khớp luôn. Vậy á. Tiếp tục. Nói nghe nè, đẹp không? Ôi, con dâm nè. Đẹp không? Nhưng mà size nhỏ quá. Mua.
Ôi nè, đẹp không mấy chị? Đẹp không? Dâm nè. Nhưng mà size nhỏ xíu à. Size này 50kg à. Để dành đó. Chừng nào ở em ốm em mặc. Chừng nào em ốm em mặc nha. Chị Thảo, hàng này mình không có nôn được nha. Vui mua đồ giùm em khổ quá mà. Đợi chị Mơ, em đang lên từ từ đây chị Mơ. Đây, dùm 200. Rồi, chị ơi, sao chị Cường nghèo nghỡ em vậy chị Tâm Trương? Để chừng nào mặc. Em sẽ chờ chị gầy để mặc đồ ngồi im đó đi. Đầm 16 vừa không, chị ưng quá. Không có chị à, chụp hình dùm đó qua cho chị coi 52kg à, qua cho em chị. Chụp mẹ gì nè, mày coi thì mày chốt mày tặng bả đi. Nè, mày coi thì mày chốt mày tặng bả đi. Cái dâm 300 ngàn tặng người ta cũng có tiếng nữa nè. Kiếm làm gì ra con dâm hàng xúc mà như công chúa để đi tiệc vậy. Nè, biết lấy về làm gì không? Lấy về để đi xuống may cho mấy, bán cho mấy chị đó. Tại vì mình may những cái mẫu này nè, sẽ không bao giờ đụng hàng với người ta cho mấy chị mà. Tại vì mỗi mẫu nhà em ra có 25 cái, mấy chị không có bị đụng hàng, đụng háng với con nào hết trơn hết trội á. Ha, từ từ đi, còn muốn mua thì bán cho 300, cho tôi mượn 2 ngày. Nè, em có một con đầm size nhỏ nè, đầm này size dưới 70kg thôi, đầm này size dưới 75, à, nói trời lộn rồi, đầm này là size khoảng cỡ dưới 80kg nha, size dưới 80kg mấy chị coi thun la dông đẹp không, rồi đầm này bán mấy chị 200, kim đen đó bao nhiêu dừa, dâm đen đó 50kg dừa chị Nguyễn Đào, nè. Mấy chị coi con đầm nhà người ta nè, đầm hàng xúc nhà người ta nè, coi phía sau nè. Đó, coi phía sau lấy hai cọng dây cụt ra trước thành cái nơ 200. Chị nào mà size 70 đến 80kg ha. Hương Thùy dùm 52kg 300. Ờ, à, ghi sao ta? Chị Thùy cho em mượn con dùm này 2 ngày nha. Xong rồi chị Thùy nhắn tin cho em để con dùm này cho chị đây. Chút nữa chị nhắn cho em để con dùm mà cho chị. Con này la dông chị Tuyên về mặt thích lắm. Tuyên Nguyễn đầm 200 nè. Cho em mượn 2 ngày để em may size lớn cho chị em nhà mình. Em nói thiệt, lấy con dâm đó về đi tặng là mình cũng có tiếng nữa chứ đừng có nói. Mấy chị tặng cỡ nào nó cũng không có đẹp bằng con dâm đó. Nè, chế nào 60-65kg nha. Đây, đây, đây nè. Nói nghe nè. Nè, nó sẽ mặc như thế này nè. Đó, mặc nó lên nó sẽ như thế này nè quý vị. Ok chưa? Ok chưa? Thấy đẹp chưa? Hương Thùy lấy rồi nè, thấy đầm đi tiệc người ta chưa? Đừng có nói con này 65kg, con này dưới 70kg là mặc được ha. Con này dưới 70kg mặc được, áo răng mặc. Có không shop anh Kim? Dạ có chị. 120 ngàn chị. 120 ngàn. Con này là 120 ngàn một cái. Nó là free size là 60-92, 93, 94, 95kg. Tùy theo cái chiều cao nha. Mấy chị mà lỡ 95kg 1m5, mấy chị mua cái áo về mấy chị chửi shop em bán hàng mất dạy là em quất mấy chị lên trụ điện liền. 1m5 là đi đâu mua hàng cũng phải la cho người ta biết nha. Ha, à, đây. Dạ, con này có một con dưới 70kg. Đây là gu của em, đây là gu của em. Gu mà cô Long Dương quá là gu của em. Nhưng mà dưới 70kg mấy chị ơi, dưới 70kg mới ót chứ. Ta nói nó lên ký chút xíu rồi nó cũng đỡ đi. Chị nào ở cái miền mà hơi lạnh lạnh, chị nào ở cái miền hơi lạnh lạnh, người ta kêu miền cực lạc á. Đây, đây mấy chị, có một con thôi, con này hàng hiệu nha mấy chị, mà hiệu gì em chưa biết. Tiên may dâm đen sai chị với cái dâm đó không chị, để em đưa cho xưởng 2 ngày rồi em đưa lại cho chị Hương Thùy. Đây nè, chị nào mà ở cái vùng mà miền cực lạc á, không phải cái miền mà lạnh lạnh người ta kêu miền gì á, cái miền đại khái miền tuyết mùa đông. Đây, lệnh hốt con này nha, là hốt con này cho em 250 ngàn caro đỏ. Size này là dưới 85-88kg. Size này là từ 70-90kg là vừa. Chị nào ở miền cực lạc thì chốt cái con đó. Em có con đầm dây 200 ngàn nè, một con. Mà mấy chị ơi nói nghe nè, coi hàng xuất của nó làm cái nhúng đẹp không. Ôi, nhưng mà nói nghe nè, con này á là size lớn ha. À, vải dày lắm em. Vải nó không dày lắm đâu chị, nhưng mà tại vì em thích nói vậy, vải không dày lắm bình thường nha. Nhưng mà mặt nó cũng sẽ không có mát. Mặt nó không có mát, nó bình thường nhưng mà mặt nó không có mát. Em nói tình trạng cho mấy chị, nhưng mà nó thì ưu tiên cho những chị miền cực
lạc đi chị. Chị 1m56 đặt mặt 67. Thì cái áo này là free size nè chị Anh Kim. Áo này là chị free size nè. Ha? Hello hello chị. Chị nào 90 đến 100kg quất cái con đầm 200 giùm em. Mà con này mà nó có size nhỏ là tôi giấu nãy giờ không tới tay mấy chị đâu. Con này mà nếu có size nhỏ là không tới tay mấy chị nha. 90 đến 100kg con đầm này, con này chị Vương Thảo lấy được nè. Nếu mà con này mà size nhỏ là không tới tay mấy chị. Nói thiệt, ly hồ 200 nè. Thân 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 thần giấu ở đây. Dạ nhớ nhớ chị. Giấu ở đây bà nấu cha nó trái đầm đẹp. Con này là từ từ em giải quyết sau với mấy chị. Con này là thôi em giấu cho duyên em biết ở đâu đây. Con này không bán được đâu. Rồi tiếp tục. Đầm 300, đầm đi tiệc không à. Nhớ bà chị, nhớ. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người Trung. Nắng mưa đêm ngay trật trở dơ xá xôi đổi đường. Dưới 70 kỷ nha. Đây, dưới 70 kỷ. Đây. Dạ chị sau một comment, chị sau ly hồ. Dưới 70 kỷ, đẹp không? Đầu dưới 72kg cho đầu. Má nó con đầm 300. Đầm string, string gì mà đầm này mấy chị biết làm gì không? Đầm ca sĩ á. Không được đâu. Chị Yên giấu cái đầm nào giờ trời. Tôi đi giấu cái đầm là tôi phải đi mép bà hả? Bà đội đã đi giấu rồi. Không được đâu. Nói để từ từ, tối từ từ. Đen đang cầm của chị Tuyên Nguyễn 300. Chị Tuyên ơi, kiểu này chắc tối về chắc phải nịnh chồng thêm cái thẻ ngân hàng mới chịu nổi con Yên quá chị Tuyên ơi. Em nói thiệt, chứ em thấy chị trụ không nổi qua mùa đông nè. Dơ con dâm này lên xỉu nè. Dơ con dâm này lên xỉu liền nè. Em dơ con dâm này mấy chị xỉu một cái rọc nè. Xỉu không có đường sống luôn, chứ đừng nói xỉu một cái rọc nha. Nha. Tôi nói cho mấy chị biết nha. Tôi đưa con dâm này lên là mấy chị xỉu hất ngư con gà tây luôn nha. Nè coi nè, dây lưng thì bằng da ha. Ở trên thì đen đất cổ ha. Ở dưới thì caro ha. Quần thì như thế này ha. Trời ơi. Không có ngứa, ở trong là lớp lót rồi. Size 16 là size của Yên luôn mấy chị. Trời ơi, con này mày để dành đi tiệc một phát nha. 16 nha, 76 đến 85, 75 tới 85 ký ha. Kim Sa chị. Dùm sờ lờ là gì? Dùm sờ lồ mà, không phải. Dùm số lượng của Bùi Thị Kim Tiến nè. Một con duy nhất, con này mà để dành đi đám cưới nha chị. Trời ơi, đù gu tôi. Chị Tuyên, cái con đầm nó ở ngoài nó là kim sa, nhưng mà ở trong nó có cái lớp lót phun lạnh. Con đầm đó mà chị xả một cái là em nói mấy chị là hơi bị 300 ngàn. Là hơi bị tiếc đứt ruột, đứt gan, đứt phèo, đứt phẩu luôn á chị. Em nói thiệt. Mấy chị có mua quần em đang mặc không chứ em gần tới đông tiền nhà rồi. Có ai mua con quần em đang mặc không chứ em tới tiền nhà rồi. Hôm qua cái zoom này về nè. Hôm qua cái zoom 300 ngàn này về nè. Zoom 70kg à, zoom đá chị Tiến bị rộng rồi. Cái zoom đá chị Kim Tiến bị rộng nha. Đưa cái zoom đó qua cho người khác đi con. Cho người thứ hai á. Là kiếm ra người thứ hai chị gì á. Ba chữ Hoa Hải Đường. Hoa Hải Đường. Nè tiếp tục nè. Zoom màu xanh đen nha. Zoom này zoom màu xanh đen. Zoom đó không có 70kg chị. Lâu ngày gặp chiên vẫn vui như ngày nào. Dạ trừ khi mà em không vui là toàn lại là trừ khi em không vui thôi. Chị giấu đi. Em đi đám không có đồ mặc nè. Chị giấu đó, trời đất ơi. Mấy chị thấy em bán hàng bị áp lực không? Áp lực cái mấy quỷ mua hàng dễ sợ luôn á. Giấu con cái à. Đáng lẽ nãy giấu cái zoom cái nữa. Đợi đi chút giấu tiếp. Đợi đi. Tôi nói thiệt á, tôi mà mặc zoom lên một phát là tao nói đáng lẽ giấu cái zoom đó đó. Cái áo khoác rộng quá đổi lại em 2X nha. Áo khoác gì nếu trục trặc gì để tôi nha. Chị yên tâm đi, không ai tin trục trặc đâu. Mấy cái đó người ta không xả đâu. Ví dụ bà Hoa Hải Đường 88kg mà giờ 85kg bà mặc hơi ôm bà chim bà vẫn để dành chừng nào ốm bà mặc. Nhưng mà những cái con người để dành ốm mặc thì không bao giờ ốm được. Chỉ có 88 lên 98 thôi nha. Chuẩn bị chửi nè. Chuẩn bị chửi. Con zoom này size 12. Mấy chị coi zoom xanh đen nè. Không có hàng nhiều đâu nha. Đầm sát nách màu xanh chị chốt nó có rộng không? Nó có cục dây chị. Đầm đó le dông mà. Đây.
chị là tối nay là nên rù rì với ổng đi. Cái quần này nó giống như vậy nè. Chị Ngọc Châu nè, tập trung đi chị Châu. Nè giùm nè, giùm xanh đen 300 coi nè. Em nói thiệt nha mấy chị nha, em nói thiệt ha, tôi là chừng nào ốm tôi mới đem ra tôi xả thôi, chứ tôi không có vụ mập lên mập xuống. Tôi nói con giùm này mà mấy chị không chốt thì cuộc đời không bao giờ chốt một, trừ cái con giùm Nguyễn Thị xuất sắc kia ra thôi. Còn lại con giùm này nó kề của chữ xuất sắc á, nó xuất sức nha mấy chị đây. Em nói thiệt với mấy chị là con giùm này là hơi bị đỉnh. Nguyễn Trinh là ba xì. Nguyễn Trinh ba xì. Không có màu rêu nha, thông báo là tối nay chỉ có màu đen thôi. Thông báo Nguyễn Trinh quận 10. Rồi lên tiếp nè, con này size 14 dưới 75kg. Hello. Đấu vui đâu chị. Qua tự nhiên Phi nằm viết cái sờ cha tốt sáng giờ chờ hoài không có. Nè mấy chị ơi, nói nghe nè, là ngày hôm qua đó có một con đầm sơ mi đeo 250 đẹp không? Size 14 là dưới 75kg. Nhưng mà con này thì còn cỡ dưới 72kg thôi. Con này dưới 72kg nha. Có size 64kg, chị Hằng đợi chút xíu em lên một đống mã đen luôn. Dưới 72kg chốt cái con đầm sơ mi beo đẹp không? Hàng xuất nha. Hàng xuất nha. Ghẹo nó quá mà biểu. Ai? Ai chốt con đầm sơ mi? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang đâu? Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang báo cho em biết. Cửu Long Giang là giảng Long Cô. Dâm nè, thấy để thấp dữ không? Dâm đi tiệc nha. Đừng có xỉu nha. Ủa sao vậy coi? Hiền chị ta bán ế đúng rồi. Đô la. Lên xuống đây, em lên. Xuống đây không chị lùng bức hiếp em á, xuống đây. Nè, coi giùm tôi một cái đi. Đầm beo của chị Nguyên Phạm 250 nè. Trời ơi, tôi muốn giết người tôi yêu. Nè, thấy chưa? Thấy giùm nhà người ta chưa? Lấy em con đầm rinh vạt màu chị Hương Thùy. Rồi bỏ đi mất tiêu rồi lại làm liều. Nhà Hương Thùy nè, 280. Trời ơi, giùm mấy chị ơi. Ai 75kg, trời ơi là trời, giùm. Trời ơi, không có chống nổi qua mùa đông đâu nha, 300. Nè, cẩn thận cái dây ren, trời ơi, đẹp quá, Trinh ơi, coi nè Trinh. Trời ơi, hôm nay mà mấy má không chốt giùm là mấy má chót. Mấy má chót thiệt luôn. Nha, yeah. Em có một cái con Michael, đọc sai luôn, 75kg. Em có một cái con Michael Co nè mấy chị. Em có con Michael Co, con này 300. Con này đơn giản nhưng mà lại 300 nha. Trời ơi, chết nữa đây nè. Có một con Michael Co thôi nha. Mấy chị coi Michael Co nè. Mấy chị thấy giùm Michael Co không? Đây, một con thôi. Con này khoảng cỡ 60-70kg. Có một con Michael Co thôi. Trời ơi, tối hôm nay là gu của bà Trinh không luôn á. Một con Michael Co 60-70kg. Một con duy nhất Michael Co thôi. Mấy chị biết Michael Co không? Có co giảng chứ. Để em đọc tiếng Anh nè. Mitchell, Co, SS, Made in Việt Nam đó. 300. Chốt giùm em Michael Co giùm em nha. Michael Co 300. 300 nha. Giùm này nó hơi cao. Nhưng mà cái con này nè, đảm bảo với mấy chị mặc á, không có còn mặc thêm gì nữa, không còn mang gì nó cũng sang nữa. Mang giúp Lào nó cũng sang mấy chị. Em nói thiệt. Thiệt lòng. Cái con có con kia hồi có đó. Nè bán cái đầm cho mấy chị nè. 150.000 dưới 72kg. Chè bom. Bỏ chị tập trung bán. Ủa sao mày chế trình độ chiến anh tao giữ là dưới 72-74kg nè. Trời ơi đẹp bom, chè bom 150.000. Mua rẻ bán rẻ, mua mắt bán mắt nha. 150.000. Đây. Trời trình độ em ghê lắm chị. 150.000 đầm xanh của Đan Thùy. 150.000. Mỗi lần em đọc tiếng Anh tự nhiên cái mấy bả kỳ ghê luôn á thiệt. Lần em đọc tiếng Anh mấy bả kỳ cục lắm mấy chị. Thiệt kỳ cục ghê, lần đọc tiếng Anh bài nào cũng cản hết nè. À, con này 250 nha mấy chị nha. Con này 250. Con này còn cỡ dưới 77kg.
Con này khoảng cỡ từ 67 đến 77 kg nè. Con này nó có xỉ ngay chỗ trái tim, ngay chỗ trước ngực này nè. Nó nhưng mà nó không có đụng nha, nó không có cho thấy vú ha. Chị sau một comment. Con này là 67 đến 77 kg, lưu ý nha. 67 đến 77 kg con đen, con dùm đen, hàng xuất 250.000. Đen thủy. Dùm 300 size số 10 nè, size dưới 70 kg nè. Đây, dùm 300 màu đen. Bữa nay không có rêu đâu nha, chị nào chưa chốt đen thì chốt nha. Con này là mất mẹ cọng dây rồi. Chưa có cọng dây cho nên chưa bán được nha. Ủa gì vậy? Gì vậy trời? Trời bán đi ế quá, giờ rửng mỡ hết rồi trời. Anh ơi, gắt nước quá anh ơi. Không, em thích anh nè. Cái củ cạc cũng thích à. Em có một con đầm riêng lạ quắc nè, dùm đen của chị Mai Hoa nè. Chị Mai Hoa này hình như mới dùm đẹp quá mà em lùng không mặc được. Có gì đâu chị Hoàng Phu, giờ cắt lên 250. Chị Mai Hoa này hình như qua mới. Em có một con đầm riêng lạ quắc nè. Em có một con đầm riêng lạ lùng nè. Lạ quắc hay lạ lùng gì cũng được, nhưng mà size này là size 12 dưới 72, 73 kg. Con này em có một con thôi nha. Con này em có một con thôi, tại vì cái chất vải nó đẹp mà nó bụi quá. Con này có một con thôi, size 7 dưới 72 kg. Size này là 60 đến 72 kg con đầm rinh này. Con này 280.000 luôn, con này hàng lạ nha. Con này là hàng bị lạc nạn nè mấy chị, có một con à. Ha. Dùm đẹp quá mà em cao có 1m5. Có gì đâu. Ấy thì ấy nó vô rồi, ấy gì đó cắt lên. Nha. Nè. Xuất sắc chưa, đầm 300. Em nói thiệt mà đầm này size nhỏ lắm nha, đẹp không mấy chị. Đầm rin của chị Ren nè, Ren Nguyễn 208. Nè, chị Ren ơi, hút con này đi ra đám cưới đi chị. Hút cái con mà, để em đọc tiếng Anh nữa cho coi, kiếm chỗ này em đọc tiếng Anh nè. Đây, RRM Collection hết rồi. Đây, một con duy nhất trong cuộc chơi. Chỉ một con duy nhất trong cuộc chơi 60 đến 65 kg. Lưu ý nha, coi vải nè. Coi vải nè. Ồ, trời ơi là trời. Má cái con này, tôi nói mặc đi tiệc một phát nha. Trai ngoài đường nó chết như rơm như rạ. Ba xị. Ba xị. Sai chị mặc không vừa đâu chị Tuyên. Với mẫu này chị Tuyên mặc không được. Mẫu này là nó xì tin, nó xì xè, chị hiểu không? Mẫu này mà mặc một cái ổng cho chị đi hầu xuân luôn á, thiệt. Mẫu đó là chị mặc một cái đi hầu xuân luôn nha. Nè, đầm nữa nè. Đầm giống như chị Tuyên nãy lấy là 300 nè. Mà size này là size dưới 82 kg. Ha, đầm này 300. Mấy chị mà thường đi tiệc á, thường đi nhảy đầm. Cha cha cha, anh thích cái ông chồng bà già đó. Đó đó. Sao tôi sợ mỗi lần đọc tiếng Anh ghê. Chị Phụng Tỷ 70kg không vừa. Chị Phụng Tỷ 70kg không vừa. Chị Phụng Tỷ ở tỉnh nào ở đâu? Bây giờ chị Phụng Tỷ cái con này nè. Chị Phụng Tỷ lấy đi. Nếu không vừa báo em đổi. Để báo em đổi qua mã khác cho chị mặc, ok không? Nếu mà chị thích. Tại vì thật sự là 70kg chị cũng nè. Em đo về ngang 70kg chị vô cũng được. Nhưng mà tại vì em trừ hao lại khắp trên mạng, chị hiểu không? Nếu chị Phụng Tỷ thích con 300 này thì chị về chị thử. Nếu không được báo em đổi qua mã khác cho chị. Tại chị cũng thường mua đồ. Cứ để đó shipper xuống thôi hai cái dùm mọi người. Chưa được đâu, chưa được đâu nha. Nè Phụng Tỷ 300. Phụng Tỷ 300. Thấy đầm rinh đẹp chốt không nghe như luôn 208. Ủa em được không, không để ý. Không được. Ủa Thu Phương, Thu Phương bên này chị Yên không thấy Thu Phương comment luôn á. Không thấy. Lấy thích mẫu đó ghê. Là cái gì Hoa Hải Đường? Hoa Hải Đường muốn lấy đầm đi tiệc là lấy đầm này. Nhưng mà anh cho em cục đá với lại miếng nước cho nó loãng bớt cái âm này. 283. Trời ơi, thôi mày uống con chai luôn hay vậy? Có chị Kim Thanh. À, chị quên rồi.
chị em tốt rồi chưa? Không thấy luôn. Thấy là chị chốt rồi đó Phương. Thôi Hải Đường lấy đầm này nè. Trời ơi lấy đầm này đi tiệc nha mấy chị. Thiệt lấy đầm đi tiệc. Xuất sắc lắm. Em có con đầm đỏ đi tiệc nè. Nhưng mà size lớn nha. Size này size 16 là size của em. Size này là từ 80 đến 90kg nè. Mấy chị coi con đầm đỏ kim tím đi tiệc nè. Mấy chị coi vải nè. Coi vải đi ha. Cầm miếng nước nữa vô. Cái đen sợ vậy. Ai nói nè, mấy con nhỏ hot girl nó mặc đầm nè, nó lên vũ trường nó nhảy vậy mẹ. Là vải này nè mẹ. Nghĩ sao vậy? Hiểu không? Hiểu không? Còn dâm một bao mới chưa tới nửa bao nè. Nè, 80 đến 90kg mấy cưng đâu rồi mấy cưng ơi. Mấy cưng ơi. 300, một con duy nhất. Mấy cưng đâu rồi mấy cưng ơi. Chị Hương Thùy may gửi đồ hết từ từ được không chị Thùy? Nè thôi với cái này 300 nha Hương Thùy đi. Để chút nữa chị chụp lại 300 nha chị Hương Thùy đi. Làm biêu Hương Thùy trừ ra 100 ngàn. Trừ ra nha 100 ngàn. Lấy cho chị Hương Thùy hai hũ da heo trên bàn luôn. Chị Đăng Thùy. Con này 80 đến 90kg á chị vừa không? Nha. Chị Đăng Thùy con này 80 đến 90kg đó nha. Chị Đăng Thùy tâm hồn. Nói vậy đi cho nó gọn. 300. Đi tiệc ok. Ông Bảy bóp mã bà hết nói. Chị lấy cái đó. Chị cho em đợi coi thử chị Hương Thùy vậy nha. Chị Hương Thùy chốt trước. Con này thiếu còng dây nè. Từ từ nha. Em chưa có lên hàng hết đâu. Size 16 đúng rồi size 16. Này mà size 10 còn. Con này vừa em hút rồi. Nè. Con này là của chị Tâm Trương nè. Nè. Đẹp không? 100 ngàn. Đẹp chưa? Ồ, 250. Ồ, đẹp không? Chết chưa? Size 18, 90kg nè. Làm gì mà kiếm được cái con hàng xưởng mà đẹp vậy? Con này cho nói form này mặc không thấy bụng nữa nha chị Tâm Trương. Con... Ý anh Bảy là muốn tắt like chơi... Chơi bún trứng giái hay gì khai mau. Cái kiểu lẻ đó. Chắc kiểu vậy á. Đây. Size này là size chị Tâm Trương nè. Size này là size... Size 88 tới 98kg nè. Là size này nè. 250. Nè còn một cái con đầm này nữa nè. Của Lộc Nguyễn ha. Mà con này Lộc Nguyễn không vừa. Ly ơi. Sao là em đen. Đen này size lớn nha Ly Ly. Đen này size lớn nha em. Size này là size 85 đến 95, 97kg luôn á Ly à. Ok không? Ly Ly 250 nè. Cái con hồi nãy mà chị Tuy Nguyễn lấy á, mà chị Lộc Nguyễn có đặt á, thì bây giờ em lôi lên được con đó. Nhưng mà con này size 80kg. Chị nào 80kg thì quất con này nha. Chắc ổng muốn vậy rồi Thủy à. Để tao. Con vừa xả của Ly Ly ở đây đây nè. Nè vải nè. Đẹp không? Con này hồi nãy chị Tuy Nguyễn lấy 300 nè. Nhưng mà con này size 80kg. Nè nói nghe nè, chị nào mà khoảng cỡ 85kg cũng quất được con này. Ho Hải Đường cũng quất được con này nha. Con này là để dành đi tiệc giùm con cái nha mấy má. Vải mặt không thấy bụng, không thấy mập, chỉ thấy béo chút xíu thôi nha. Là con này nè 300. Chốt giùm em con size 14. Size 14 này nhưng mà 80kg, 83, 84kg mặt cũng vừa ha. Sao đẹp vậy? Mà nó cũng có con con à. Đẹp nó cũng có con con. Mà xấu nó cũng có con con à. Bán cho mấy chị con đầm rin nè. 250 nha. Hàng độc. Cái đen của Hoa Hải Đường nè. Cái này tôi vừa là Hoa Hải Đường vừa nè. Ờ 300 nè. Bán con đầm rin 250 ngàn nè. Nè. Đầm rin này thì nói về chất bụi thì là nó nha. Bụi đời lắm. Con này là dùng từ là đầm rin bụi đời chợ lớn nha mấy chị. Con này size em luôn. 75 đến 85kg. Trời má con này mà về xăng tay áo lên ha. Nè mấy chị coi cái phơm vải rin của nó nè. Hơi bị chất lượng luôn nha. Con này size 75 đến 85kg đầm rin. Chị nào chốt đầm rin chốt lên giùm em đầm rin. Chưa nha, chưa được nửa bao hàng đâu nha mấy má. Chưa được nửa bao hàng. Đưa cái này lên làng Thủy hốt nè. À con Thủy không hốt được mẫu đây. Mẫu đây 350. Bán mẫu đây 350 không lời. Mẫu này 350 nè.
ơn coi giùm em cái mẫu đầm 350 giùm cái size 16 nè. Làm ơn coi giùm em cái mẫu đầm 350 nha. Đây, mấy chị thấy ở trước đẹp không? Mấy chị thấy ở trước nó như thế nào? Đây, mấy chị thấy nó làm đẹp không? Chỉ có thằng hàng xuất nó mới làm đẹp cỡ này thôi nha mấy chị. Mấy chị coi ở sau nè. Nhưng mà con này mà nếu mà đẹp á nha, con này nếu mà đẹp á là size cũng 75 đến 85 ký. Ừ, đâu có gì đâu nếu. Tự nhiên cái nếu gì à. Bill của em một đầm jean vạt bầu, một dùm đen size nhỏ. Ủa chị Hương Thùy mấy món vậy anh? Đúng rồi, ba món, một cái dùm đen size nhỏ tặng một cái đầm jean vạt bầu. 350 của chị Đan Thùy nè. Trời ơi, con này xuất sắc luôn á chị Thùy. 350 của Đan Thùy nè. Muốn kêu gì kệ tao đi. Trời ơi, con nó đẹp quá. Con nó đẹp quá. Vậy ra đã coi thử món gì trong đó giờ. Em nhớ là chị Đan Thùy cũng 4 món đó. Hồi nãy chị chốt thêm một cái gì nữa rồi. Đọc lại của chị Đan Thùy có gì đi. Đổ ra hết anh. Rồi cái gì vậy? Một cái đầm jean. Rồi 280 là gì? Coi thử chủ yếu cái 280. 280 là gì? Mấy cái này mỗi mẫu nó có một cái là chị Lan Phương Vũ. Con này size lớn là chị Tâm Trương ơi. Chị Tâm Trương ơi, Bích Thủy ơi, Ly Hồ ơi. Gì vậy? Ủa cái dùm đó của ai? Cái dùm đó của Nguyễn Trinh mà. Ủa làm gì có cái dùm đó của 280? Làm gì có 280? Cái dùm đó người ta 300 mà. Chị Văn nghe chị đọc sao chị trẻ luôn á. Ủa hồi nãy ai lấy cái dùm kim tuyến này vậy? Đầu tiên ai lấy cái dùm kim tuyến này vậy ta? Ai hồi nãy lấy cái dùm kim tuyến này nè? Nguyễn Trinh có chưa? Nguyễn Trinh có cái dùm kim tuyến này chưa? Con này của Nguyễn Trinh mà, anh coi bill Nguyễn Trinh này. Mới có một món hả? Với lại cái dùm này 300 của Nguyễn Trinh nè. Phương Thùy là cái đầm riêng hồi nãy quăng ra là 280. Chị Phương Thảo lấy cái đầm này nè. Trời ơi, coi sang không chị Thảo? Ôi, sang xuất sắc luôn hả chị? Ôi, con này xinh quá trời luôn. Con này là 300 của chị Phương Thảo nè. 300 của Phương Thảo Bình Phước nè. Đúng rồi, đúng rồi. Một con. Một con đầm nhung size 10-18 quy. Cũng một con luôn, con này 250. 18 quy là tương đương, 16 quy là tương đương 18 mấy chị. À 18 quy là tương đương size của mấy chị là size từ 85 đến 98 ký đây nè. Để em gài cái nút là có một con thôi nha. Ở trên là nhung, ở dưới là hoa đỏ. Đầm này để dành đi ăn tiệc hoặc đi chơi cũng đẹp. Đây, một con là mấy chị. Xinh không? Xinh nè. Xinh mà gọn gàng nữa. À, chốt giùm em đầm hoa đỏ. Gửi đồ rồi hả? Bà cứ kêu người ta mua đồ bả mà không chỉ người ta lấy tiền mua. Bà Dương không có nói người ta lấy tiền ở đâu. Mua là đó rồi đó. Chỉ rồi thường thường tối lai hay nói đó. Chị đi đứng đường ngủ em đó. Nói rất là rõ ràng luôn nha. Đây tiếp tục cái dâm. Cái dâm hồi nãy 250 ngàn nè. Cái dâm hồi nãy 250 hoa đỏ của Ly Hồ nè. 250 của Ly Hồ. Dâm này là size khoảng cỡ dưới 72 kg nha. Nguyễn Trinh hốt thêm con dâm này nữa là Trinh ơi. Trinh hốt thêm cái con dâm này nữa nè. Nè dâm này dưới 72-73 kg. Em nói với mấy chị là dâm này le dông mấy chị mặc lên là hơi bị sướng luôn ha. 250 ngàn. 250. 250 ngàn le dông. Con này có kèm thêm cái áo khoác nè Thủy. Con này cũng 250 nè. Con này 250 kèm thêm áo khoác ở bên hông nha. Kèm thêm áo khoác. Con này size cũng size lớn. Để dành đi tiệc nha mấy chị nha. Dâm này của chị Nguyễn Hạnh nè. Dâm lai dâm này mặc đẹp lắm. 250 của Nguyễn Hạnh. Đây. Chị nào mà size 90 đến 100kg làm ơn chốt với con này. Nè mấy chị coi nè. Xanh đen nè. Mấy chị nó làm serene đẹp không? Trời ơi mà nè coi nè.
Coi kìa, một cái con áo khoác nhẹ theo nữa nè mấy chị. Thôi, con này đi ăn tiệc cái là mấy chị chỉ là cái người. Ôi, lâu lắm rồi mới thấy chị Hải Âu luôn nha. Là cái con này là mấy chị chỉ đi tiệc một cái là không cao, mọi người phải ngước nhìn con này 250 nè. Con này size 90 đến 100 kg. Con này mấy chị đơn giản lắm, mấy chị không thích dài đúng không? Mấy chị cắt lên tới dưới đầu gối một tí xíu. 250 của Phương Thảo. Bình Phương, con này không thích dài, cắt lên tới dưới đầu gối tí xíu là tuyệt vời luôn. Không cần phải đi kiếm một cái con đầm nào hết trơn á. Nè, dùm size số 10 nè, dưới 70-72 kg nè. Dùm này chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt nha, dùm này 300. Nè mấy chị coi dùm 300 nè, dùm này để dành đi ăn cưới nha. Em nói thiệt, dùm này mấy chị nên để dành đi ăn cưới, cái tà ở dưới rất là đẹp, nó làm hay lắm nha. Dùm này là 300, chốt dùm em dùm đen 70 kg. Con này là dùng từ hàng này là hàng đỉnh nè. Hàng dùm này là đỉnh của đỉnh nè. Em nói thiệt, form rất là tuyệt vời, khỏi cần nói nhiều. Con này thiếu cọc dây nè, trả hàng rồi. Chưa nha, nãy giờ mất có nửa bao rồi nha mấy chị nha, nửa bao thôi. Cứ từ từ. Hôm nay em về hai set đẹp lắm. Set caro cũng đẹp. Đây, set caro đây chị Thảo. Chốt chưa? Thấy cái quần caro này là mê liền. Hứa luôn, may theo form 3 ly. Nè, thấy sếp đẹp không? Sếp ly nè, túi nè. Set caro này 260, sửa nhà em 44 size. Coi áo nè, coi áo nè, đẹp không? Ôi má ơi, set này mặc lên là hơi bị trẻ tung luôn á. Chốt giùm em set caro kèm số ký. Đợi chút xíu, Mai Đình Ngọc Lâm. Đợi, đợi em, từng cơn phố về đâu đợi em. Nè, coi con đầm hàng xúc nè. Coi con đầm hàng xúc nè nha. Đẹp lắm. Đẹp quá quê hương hôm nay, đẹp chứ. Ngon con, con. Size L. Ở trong nó là đầm dây gì nè. Ở ngoài là nó sẽ lên cái lớp rèm này nữa ha. Ha, tay lên ha. Con này 250 và để coi size nha mấy chị nha. Con này 250 và để coi size. Con này size dưới 75-77 kg. Con này size dưới 75-77 kg. Phải coi dễ thun lưới rất là đẹp. 250 ngàn con này đẹp ha. Con này đi tiệc là hơi bị xịn sò luôn nha mấy chị. Chốt giùm em xanh coban 70-78 kg nha. Chốt giùm em xanh coban 70-78 kg. Chị nào chốt xanh coban, chốt giùm em xanh coban. Em có con đầm đắp chéo của chị Tuyên Nguyễn nè. Con này chỉ có bà Tuyên Nguyễn bà thích thôi. 150 ngàn. Đầm đắp chéo size dưới 72, size dưới 70-72 kg. Một con duy nhất vải thun lụa luôn. Đây. Nè, tự chốt cho chị Tuyên luôn đi. Tự chốt cho chị Tuyên luôn. Tuyên ơi, Tuyên ơi. Tuyên ơi, Tuyên ơi, Tuyên đâu rồi? Chị ơi, chị ơi, chị đâu rồi? Đây chị ơi. Mà em đèn mơ văng văng. 150 ngàn của chị Tuyên. Màu tím. Nè, có một con nè. Có đúng một con duy nhất bán mấy chị 180 ngàn. Nhưng mà mấy chị coi cái chất vải nữa nè. Nó làm đẹp không? Nhưng mà dưới 70-72 kg có một con à. 180 ngàn. Một con duy nhất đẹp ha. Thôi con này xuất sắc luôn á. 180. Mua nhiêu bán nhiêu nha. Đẹp không? Cho coi gần nè. 180, chốt giùm em đầm 180, chị coi vải nè. Đã ha. Dưới 72, 73, 74 ký cũng vừa nha. Một con 180. Chị nào chốt 180, chốt giùm em 180 ngàn. Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh, bé Nguyễn Hạnh Dũng Tàu. Hồi nãy cái đầm của chị Nguyên Phạm lấy cái đầm sơ mi đúng không? Cái lần kiếm Nguyên Phạm bỏ cái cọng dây vô cho cô Nguyên con. Em có con đầm đi tiệc cho người lớn nè. Cho mấy chị nè, 300 nè. Khách lấy rồi chị Tường Vi Khoa. Nè, chuẩn bị dành nè. Chuẩn bị dành nè, em nói thiệt luôn. 300 nè, chuẩn bị dành lộn nè. Chị Tâm Trương ơi, size của chị Tâm Trương nha. Rồi, size của chị Tâm Trương nha. Nè, thông báo luôn size của chị Tâm Trương. Làm ơn về ấy, cộng dây chuyền lại cho đàng hoàng. Cái nó đang bị xéo ha. Dạ khách lấy rồi chị Liên. Khách lấy rồi đây. Trời ơi coi nè mấy chị.
Một con. Một con nha mấy chị nha. Một con. Size này là size đỉnh của đỉnh. Bé Lùng ơi, đem cái này ra chia lên trước mày con. Con này là size từ 80 đến 95, 97 kg. Nội con áo khoác không cũng đủ tiền cái đầm nữa. Ai bệnh lại à? Có một con áo nè. Có một con áo bán. Bán giá nhiều trời. Bán áo thì mắc quá không biết bán giá nhiều. Nhưng mà cũng phải bán chứ đâu để mặc được. Con này xấu cho. Con này là bộ sọc nữa đi chị. Bộ chị Mai Hoa lấy bộ caro này hả chị Mai Hoa? Chị Mai Hoa lấy bộ caro này hả? Chị cho lên em số ký lại đi. Em chưa nhớ ký của chị. Em có một con áo mà mấy chị nè. Có đúng một con áo thôi mà mấy chị coi nè. Coi vải đó nè. Con này bán mấy chị 150 đi ha. Đầm xanh đó khó phải chi. Nó có size nhỏ mua cho mẹ. Không có size nhỏ. Con này dưới 70kg nha. Con áo 150 này dưới 70kg nè. Con này là hơi bị đỉnh nha mấy chị. Con áo này đỉnh quá trời luôn. Chị Mai Hoa 70kg hả? 70kg chị Mai Hoa lấy size L. Cái bill kia để chị Mai Hoa nhận được rồi nha. Chị Mai Hoa chừng nào nhận được bill thì báo trên này em đi hàng chị nha. Lên tiếp. Cũng là giùm đen. Giùm đen này size 12 nè. Giùm đen này size 12 là Mai Đình Ngọc Lâm đã mặc được rồi nha. Nè giùm đen nãy giờ lên size 12 nè. Đầm xanh em 69kg vừa không. Đầm xanh là đi tiệc á hả chị? 69kg thì hơi rộng với chỗ bản lưng một chút. Nè cái con giùm này nè ai chốt. Chị Kim Liên lấy cái con đầm xanh đi tiệc đầu lai nè chị. Sao không lấy con này? Áo 150 của chị Khánh Phương nè. Áo 150 của chị Khánh Phương nè. Sao chị không lấy con đầm đi tiệc 300 này nè chị? Ủa chị Hằng Trần lấy gì mà lên số điện thoại vậy ta? Mày có thấy chị Hằng Trần chốt áo? À xin lỗi. Áo của chị Hằng Trần trước. Áo của chị Hằng Trần trước. Xin lỗi xin lỗi. À 150 của chị Tuyên ơi. 150 áo của chị Tường Vi Khoa trước. Xin lỗi chị Tường Vi Khoa. Xin lỗi xin lỗi. Tường Vi Khoa. Nè chị. Đúng rồi. Chị gì đâu mất rồi. Chị đâu mất rồi. Chị gì mới kêu hỏi cái con đầm vừa không? Chị gì mà 69kg đây nè chị, 69kg. Nè, làm ơn hút cái con đầm đi tiệc 300 nè đẹp không? Nè, cô Long Dương quá nè. Trời ơi, mặc con đầm này lên xuất sắc luôn 300. Chốt giùm em đầm 300. Rồi lên tiếp nha. Tiếp tục mấy chị. Cũng con đầm đi tiệc luôn. Cũng size lớn luôn, 90 đến 100kg màu cà phê sữa. Áo chị Hằng sau nha chị Hằng ơi. Áo chị Hằng sau. Đây, cũng giống như cái đầm xanh hồi nãy. Mà cái đầm này là cà phê sữa nha mấy chị nha. Thích cái đó. 300. Em vừa không chị? Dạ vừa chị Khánh Phương. Chị Khánh Phương dưới 70kg mà. Con này là dưới 70-72kg là vừa. Em cũng thích con này chị Huỳnh Hòa. Em cũng thích con này. 300 của Khánh Phương nè. Chị Khánh Phương là phải chiều nay nhắn tin cho em đổi quần rinh gì không ta? Phải gọi điện không ta? Phải không? Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp gió gần. Nè, 250 mà đầm đi tiệc dày nè, chịu nổi không? 250 mà đầm đi tiệc dày nè, mấy chị chịu nổi không? Nè, đây. Ôi, em nói với mấy chị là xuất sắc luôn ha. Cái đầm này chỉ còn về mấy chị không thích dài, cắt ngắn lên tới ngay ống quyển là đẹp, kẹp cái áo khoác ở ngoài nè Thủy. Cái này 90 đến 100kg không có size của chị đâu chị Tuyên. Cái này 90 đến 100kg. Cái này chị Ly Hồ nè. À, Bích Thủy nè. À, Phương, chị Phương nè. Chị Phương Thảo nè. Cái này là 90 đến 100kg. Chị chốt cái gì mà nâu. Không có vừa. Nha baby. Không vừa nha baby. Size 14. Nè size 14 của bé gì mới chốt cái dùm nè. Mai Đình Ngọc Lâm 300. 300. Nè dùm tiếp nè. Michael Co luôn. Em ma rồi Michael. Con dùm này là dùm cổ đổ nha. Lấy về sửa. Chết mẹ. Lấy về sửa. Thiệt tình luôn hả? Lấy về sửa hả chị Tuyên?
Thôi bỏ đi chị. Mắc gì muối đồng 250 về sữa 250. Chị ơi em đổi nâu giùm em với. Ok chị Thảo. Nè ra đổi nâu cho chị Thảo con đầm này nè. Đây. Cổ đổ. Em có đúng một với con dâm cổ đổ nha. Và con này nè mấy chị, con này 250 nhưng mà con này size đẹp phải 70 đến 80 kg. Chốt giùm em dâm xanh cổ đổ 250 nè. Nha. Em cũng thích cái của Long Dương quá á, chị gì đó ơi. Đúng rồi, đổi cái xanh đen á con, đổi cái cũng ghen giống vậy. Ê, em có con tím size 16 nè. Nói giỡn cho mua không vừa, đừng có mua chị Tuyên. Đợi từ từ đi rồi em về hàng có cái nào ưng thì mua. Không, chị thích là em để chị à. Riêng cái hàng ở trên kho còn. Nha. Dâm xanh của Mai Đình Ngọc Lâm nè, con này mặt hơi bị sang chảnh nha. 250 của Mai Đình Ngọc Lâm. Chị nào mà thích cái con dâm đó quá mà nãy giờ không có size lớn thì đây con màu tím này đẹp không? Tím này qua giờ mấy chị chưa thấy nè. Một con thôi dâm á. Một con 16 nè. 16 là 75 đến 85 ký nha. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngừng. Thằng Lý rồi thì giấu con dùm chờ. Thằng Lý rồi thì giấu con dùm chờ. Một con. Một con dùm duy nhất size lớn. Lưu ý nha. Một con dùm duy nhất mà size lớn nha. Con dùm này hơi bị modern nha. Con này thì size lớn nha mấy chị. Size này thì phải khoảng cỡ từ 85kg tới 100kg nha. Dùm này 250. Trời ơi. Ai? Ai là chủ nhân của con dâm đẹp này 250 báo em. Ai? Nói một lời đi. Ấy nè, em thấy trên mạng á hả? Tụi nó bán cái gì nữa? Bán cái gì mà người ta bán đàng hoàng lắm mấy chị. Không có ai bán hàng bất dạy cho em. Ta bán món gì ta bán món. Còn em cái quần què gì em cũng bán á. Dâm này của chị Tâm Trương nè 250. Em bán cái quần què gì mà em cũng bán hết mấy chị. Người ta bán đồ hot girl là ra đồ hot girl, hoặc là người ta bán giày ra giày. Còn em hả, quần áo đầm dạ hội, quần lót, quần xì, áo vú, đồ nam cái gì em cũng chơi tuốt lút. Rồi thêm nữa ha, giày dép cũng có, ta nói cái gì cũng có, đồ ăn cũng có, con mẹ thì em cũng có bán hết đó. Khi nay có chụp mấy cái đồ sốt chắc chụp không nổi quá, chắc chụp không nổi, thứ một cái chụp mệt quá. Nè tiếp tục nè, đầm xúc của Bích Thủy nè. Bích Thủy Bích Thủy cũng được. Chị nào mà khoảng cỡ dưới 80kg á. Nè. Mấy chị coi cái phần này là tụi hàng xúc nó làm không đã đẹp nè. Không, nó có một cái 16 ở đây. Nè. Làm ơn chốt đi nha chị Thùy ơi. Chị Đan Thùy ơi. Trời ơi, coi cái đầm của người ta nè. Đầm này là 350 nha. Đầm này nó giống như cái màu đen á. Có bả là bả chưa bán, chị mua không? Mua giùm em về bán đi. Đem giùm về nuôi nha. Trời ơi làm ơn nè, tập trung vào cái đầm đi. Tập trung vào cái đầm. Nó giống cái con đầm đen hồi nãy đó. Nhưng mà con này size 14 quy, là tương đương dưới 80kg. Con này là 14 quy là tương đương dưới 80kg. Nghe mấy chị nha. Em nói đầm hàng xuất nổi cái khúc trên này nè. Nó lấy không cũng đẹp muốn xỉu nữa. Đoan Thùy nè 350. Mỗi mẫu có 1 cái. Đan Thùy. Đan Thùy. Em sẽ tự tặng cho mình một cái con dâm này để đi tìm. Em sẽ tự tặng cho mình một con dâm này để đi tìm. Vậy. À, ai chốt trước vậy? Vui Phương, xin lỗi chị Đan Thùy nha. Chị Vui Phương. Chị Vui Phương cái đầm hồng 350 đó trước. Coi làm biêu chị Vui Phương có muốn đổi đầm kia không? Đây dâm nè, dâm 300 nè mấy chị. Em mới tự thưởng cho em con dâm 300 á. Em mới tự thưởng cho em luôn á nha mấy chị nha. Em mới tự thưởng luôn á, 300. Đêm phương nam nằm nghe được xa gió hờ. Nghe từ thứ hồng hóng người đêm bao giông. Đêm phương nam nằm nghe 300 dùm. Hồ đẹp quá. Chị Đan Thùy là chị chỉ thích chị chỉ thích hàng xúc thôi. Rồi bao
đầm, bao đầm, đưa cái bao đầm nó vô. Từ từ hưởng cháy đi trái. À, giùm đen hôm qua á. Giùm đen hôm qua hả? Nó nằm trên lầu rồi chị Liên Ly, chị muốn lấy con giùm đen đó, chị chụp hình chị báo qua tin nhắn em đi. Nè, làm ơn chốt cái con giùm dưới 80kg giùm tôi cái đi mấy chị, 300 nè, để đi ăn tiệc nha. Coi, coi nè mấy chị, coi nè chị Liên Ly. Đẹp không? Ôi là trời. Đừng có nói gì hết trơn trời. Bán cho con đồng maxi 150.000 nè, maxi trắng. Nhưng mà lưới mềm lắm nha. Hai hộp da heo của chị Đan Thùy. Con không vậy? Con đủ hai hộp không anh Tư? Rồi thôi đưa chị Đan Thùy trước anh để chị Thùy Nguyễn thôi. Nè, bán cho con đầm đầm maxi lưới nè, mềm lắm nha mấy chị, mềm lắm, bán 150 nè. Con này size từ 60 đến 80kg, có một con chị đang thì lấy con hàng xuất này không? Trời ơi, mềm lắm luôn á chị, mềm mà cưng lắm. Mấy chị mặc cái con này mấy chị mê mẩn lắm ha. Ha, dùm dài khó đi đái. Có 65kg để em coi thì có 65kg không nha. Nè, làm ơn chốt cái con maxi trắng này có 150.000 mà em nói mấy chị đẹp lắm luôn á. Dạ mai gửi chị 150.000 maxi trắng. Đẹp không mấy chị? Nhưng mà đụng vào một cái con này chị nào 60kg cũng vừa nha. 60kg đến 75kg cho nó đẹp ha. Đây. Trời ơi coi nè. Em nói mấy chị nó mềm. Nó mềm mà nó đẻ lắm. Nó đẻ lắm mấy chị. Bán con đầm bị dính dơ chút nè. Bán cho 100.000 nè. Nhưng mà form đẹp thí mẹ luôn. Nhưng mà form đẹp tí mẹ con đầm này chị nào 80-82kg vừa nè. Chị nào dưới 85kg vừa con đầm này nha. Trời ơi form đẹp lắm nha mấy chị nha. Đó. Con dùm trắng, con này là con đầm maxi chứ không phải con dùm bà nội. Đầm maxi con này để dành đi biển nha Huyền. Nguyễn Huyền lấy cái con đầm này để dành đi biển nha. 150.000 maxi mềm lắm. Nè em bán con này cho mấy chị 100 nè. Coi tay áo nè. Nhưng mà nó bị lỗi là tại vì nó bị dơ. À, 100 của chị Trang Lê nè. Trang Lê, 100.000 của chế Trang Lê nè. Con này cũng bị dính dơ. Nhưng mà con này sẽ tặng cho mấy chị nào có chia sẻ livestream nè. Con này đẹp không? Nhưng mà nó bị chỗ đây nè, mấy chị thấy nó bị một cái vết không đâu mấy hồi đây nè. Đó, thấy nó bị vết không? Thấy không? Con này tặng. Chị nào có chia sẻ livestream và có view thì em sẽ tặng. Con này khoảng cỡ size dưới 7 mấy ký nè. Size dưới 75kg, con này là tặng nha. Con này là tặng. Chị nào có chia sẻ livestream em sẽ tặng con này. Không có chia sẻ livestream em không có tặng. Ha, tặng. Đầm trắng khách lấy rồi. Chị chốt thì chốt con đầm trắng mà lừa, đầm trắng mà lưới mềm á chị, lưới mềm á. Tặng của ai? Chị Tuyến không chia sẻ nè, Linh Hồi tặng nè. Đúng rồi. Đầm trắng của Trang Lê 100.000, đầm trắng của Nguyễn Huyền 150. Tặng mặt cũng được đâu, nó bị cái vết dơ đó rồi. Sợ mặt không được, em cũng chưa có tẩy thử nữa. Nhưng mà thôi cứ tặng đi rồi từ từ tính tiếp ha. Tặng chế hôm nào có cái gì mà đẹp đẹp mới tặng chế. Hồi nãy mấy chị đang giành lộn với con dùm này nè. Mấy chị giành lộn với con dùm này nè. Con dùm mà dưới 75kg này nè. Con dùm này 65-75kg. Hồi nãy mấy chị đang giành lộn với con dùm 250 nè. Đang giành lộn với con dùm này nè. À, con dùm này là 70-77kg vừa nha. Đây. À, 70-77kg. Con dùm này 250. Chốt giùm em dùm dắt cổ. Hồi nãy ai hỏi con dùm đen mà 65kg đâu rồi. Ai hỏi con dùm đen 65kg đâu rồi. Có đây. Ai hỏi con dung đen 65kg, hello chế tu anh. Ai con này cũng 65kg, con này cũng phải dưới 75kg rồi. Con này 14Q nè, dưới 75kg, dưới 75-77kg nha. Nha. Con này size 12. Con này size số 10. Con này dung đen size số 10, size 12. Mấy cái dung này nãy giờ mấy chị thấy rồi. Nếu mấy chị nãy ở trong live là mấy chị thấy rồi đúng không? Mấy giờ rồi mấy đứa? Cái con
Chị được không vắt cổ? Vắt cổ chị được không? Hơi rộng chị Tuyên. Con này chị Tuyên rộng. Con này chị Tuyên mặc là bị hơi rộng một tí xíu. Hơi rộng, con này còn cỡ dưới 75kg vừa nè. Vắt cổ dưới 75kg. Không, nhưng mà chị mặc được. Tại vì nó có cái bo đó. Nó có cái bo, nó không có thùng thình đâu nha. Con này cũng 14kg. Rồi. Ừ vậy á. Ừ vậy đi. Kiếm cái size nhỏ nhỏ cho cái chị 65kg kia. Đẹp quá quê hương. Rồi chế nào 65kg đâu rồi. À, size 10 dùm. Size 10 dùm. Là con này đúng không chị Tuyên? Size 10 dùm là con này phải không? Size 10. Tôi đưa cái bao tải này nè bây giờ. Đổ đồ nó hết nè. Size 10 dùm 300 của chị Tuyên. Này này, 300. Rồi mấy chị lấy gì nữa không mấy chị? Mấy chị lấy gì nữa không? Để giấu được con nằm rinh vào mặt thử. Rồi. Tối nay mình chương trình truyền hình đến đây là kết thúc nha. Mấy chị có mua quần lót không nè? Quần lót thì trời ơi đi đâu giờ mới vô trời. Rồi chị coi bao nhiêu cái dùm 63kg của chị Tô Tuyền. Chị Tô Tuyền lấy dùm này nè. Chị Tô Tuyền lấy dùm này nè chị. Dùm này. Chị Tô Tuyền lấy dùm này đi. Dùm dúng em để dành để đi đám cưới đi tiệc nè. Ha? Giống như em đi đám cưới đi tiệc nè. À em có mấy bộ sale, còn hai bộ sale với lúc đầu chị bụng tỷ chốt chưa ta? Chị Tô Tuyền lấy dùm này hay là dùm giống như cái chị ấy vừa rồi? Hay là lấy dùm giống như kia? Là nè em có xếp công sở mới về nè mấy chị. À bê bê đưa cái xếp công kia. Em có xếp công sở mới về nè. Đầm rin 95kg còn không? Còn Kim Anh ơi, size 20. Size 20. Dạ ok chị Tuyên nè. Xếp này mới về luôn 260.000, xếp rút dây. Mấy chị không có cần phải rút cao đâu nha, mấy chị cứ đưa xuống rút sơ sơ thôi nha. Cái set này là vải hơi bị đẹp, kèm với lại áo công sở cổ vuông nè. Kèm với lại áo công sở cổ vuông. Đang về hàng đó chị. Ừ còn bao đồ nam nữa chứ. BB lên lấy cái bao đồ nam xuống BB. Còn bao đồ nam nữa còn sớm. Đây. Nóng quá, dưới đây nóng quá trời. Nè set công sở đẹp không? Set này 260 nha. Set này là 260.000 set công sở. Chị nào chốt xếp công sở đô la ơi. Chị nào chốt xếp công sở thì chốt lên dùm cho em xếp này ha. Mấy chị muốn sale hàng hả? Muốn giờ sale hàng để mai đầu em đầu like. Chị Huyền hồi nãy, chị Nguyễn Huyền hồi nãy chốt cái đầm đi biển mà 150 á. Về mà chị cầm vô vải là chị xỉu. Em nói thiệt không có giỡn đâu ha. Đợi em thử cái đặt con đầm. Tại con đầm này nó hơi cao thì năm tới 350, 400. Đợi em thử được. Được không Bi? Thu má đầm em chặt tay. Chết rồi. À, chị nào 70kg chốt cái con đầm 350 này đi. À, để dành không đúng cái rồi. 1kg da heo của Tô Tuyền. Đưa chìa khóa cho ăn lùng. Trời ơi, để dành được cái con đầm từ đầu like nè mấy chị, dưới 70kg giùm em cái nha. 60 đến 69kg, con này 350. 1kg da heo là 420.000 nha. Trời ơi, sao em tức dữ vậy trời. Má từ đầu like tới giờ để dành được con đầm rin luôn á. Trời em buồn dễ sợ mấy chị. Buồn quá trời luôn á nè, mấy chị coi nè. Để dành con đầm rin từ đầu like tới giờ luôn á mấy chị. Con này 350 nha. Để dành được con đầm rin từ đầu like tới giờ. Tại thấy nó ghi size 18, tưởng đâu mình vừa. Trời ơi, chị nào 60 tới 69kg chốt nha. Trời ơi, coi con đầm rin nè mấy chị. Ồ, em ức dễ sợ thiệt đó chứ. Em quá chị ức luôn. Nè mấy chị coi nè. Trời ơi là trời, giấu nãy giờ đó.
Con này 350 nha. Mẹ ba nó. Có giờ xả cái xiết 2 dây vàng nè. Nhưng mà tại vì còn size lớn không à. Còn size lớn không à mấy chị. Má cái xiết riêng này nó đẹp quá trời. Ủa bị đứng máy hay là không ai nói chuyện gì hết vậy? Không ai nói chuyện hay bị đứng máy vậy? Giấu cho vừa cái lòng. Thiệt, giấu cho vừa cái lòng thiệt chứ. Má thiệt á. Vừa xả nè bà nội. Lobby đứng dậy lấy cho chị mấy cái xếp vàng này. Xếp xếp vàng của đổ đó. Trời ơi, thiệt bán con đồng không? Úp luôn á, mấy chị bán con đồng mà úp ử luôn á. Em nói thiệt, bán con đồng đây nè, em úp chết mẹ luôn á. Hoàng Phương nè, ừ, 350 con Hoàng. Ừ, đúng rồi, lấy hết luôn. Rồi, xả xếp nè nè. Xả hoang tua cho nó hết mẹ hàng đi ha. Xếp vàng của đổ, coi cái quần không cũng mê nữa nha. Mấy chị chỉ cần coi cái quần không cũng mê. Nhưng mà xếp này chị nào size nhỏ mặc không được. Ừ, tại hết size nhỏ rồi. Chỉ còn size 2 thôi là từ 8 mấy ký trở lên nha. Đây, để dành mặc cho đỡ ốc chắc ta bún trứng giái mà chú quán Mai Đình Ngọc Lâm ơi. Nè, xếp cổ đổ kèm với quần nè. Xếp này chị nào trên 85 ký hãy lấy chốt giùm em xếp vàng. Ê, xếp này là 240, 250 quên mẹ. Giờ còn được 4-5 xếp cho xả 100 ngàn cho hết hàng đi. Xếp này 250 lượng nha mấy chị. Xả 100 ngàn cho hết hàng nha. Xả 100 ngàn xếp vàng. Chốt xếp vàng đi mấy chị. Chốt giùm em xếp vàng nè. Nhớ nha, nói rồi nha. Xếp vàng 100 ngàn chỉ còn size 85kg trở lên thôi. Xếp vàng này là chị Phương Thảo mặc không được nè. Xếp vàng này Phương Thảo mặc không được nè. Con này là con cũ nha, không có trừ hao nha. Nè, Bích Thủy 100 ngàn. Bích Thủy 100 ngàn. Huyền Nguyễn Thị Thúy 100 ngàn. Kim Anh Trương nè. Kim Anh Trương không có chữ N nè. 100 ngàn. Ừ, tôi xẻ là xẻ vậy á. Xẻ cho nó khỏi còn hàng. Xếp này của chị Huỳnh Hòn nè. Trời ơi à. Ủa cái này sao gì vậy? Nè chị Huỳnh Hòn nè. Dạ vậy không lấy là sao? Sao không lấy chị? Ấy là size vẫn bình thường. Xếp vàng này chị Trần Mơ nhiêu ký? Chứ xếp vàng này là rộng lắm. Chị Tâm Trương nè. Chị Tâm Trương 100 ngàn nè. Chị Trần Mơ nhiêu ký? Kiểu rộng nha. Kiểu rộng. Kiểu rộng. Dây heo của ai vậy? Dây heo, 1 ký dây heo của ai vậy? Quên rồi. 1 ký dây heo của ai lấy vậy? Vàng này chị Văn Lâm không vừa đâu. Vàng của Hoa Hải Đường nè. Vàng của Hoa Hải Đường 90 ký nè. Còn đúng một bộ vàng 100 ký. 82 ký rộng chị đừng mặc. Còn đúng một bộ 100 ký nè. Chị nào chốt bộ 100 ký chốt giùm em nha. Còn đúng chị Văn Lâm bộ đất rộng á. Chị Văn Lâm khoảng cỡ nhiêu ký thôi. Chị Văn Lâm làm gì có số ký này. Chị Văn Lâm em nhớ 7 mấy 8 mấy ký à. Chị Tô Tiền bộ này 100 ký à. Da heo của chị Tô Tuyền ở 420. Mấy chị muốn em sale đúng không? Ok, chơi. Cho em xin nút chia sẻ mấy chị. Da heo của mình. Em còn đúng bộ vàng 100 ký nha mấy chị. Còn đúng bộ vàng 100 ký. Mỗi mùa thu sang mẹ tôi. Nè còn 3 bộ đây 60 tới 2 ký xả 90 nè. Ba bộ này 60 đến 92 ký. Ở lộn, ba bộ này 60 đến 72 ký. Cái lộn có bộ màu bò gì trên cùng thì lấy vô đây đi. Rồi em đang coi hàng cái em lấy vô bán cho chị. Mẹ biết bây giờ con còn bé nhỏ. Theo mẹ đến trường. Vô xếp này nè. Xả xếp này cho quý vị nè. Xả xếp này. Xả luôn xếp dây nhung luôn. Nha luôn. Anh Thư ơi, đưa vô xếp trắng giùm em nè. Xếp trắng.
chín vô ông xã luôn. Nha, chuẩn bị nha mấy chị nha. Chuẩn bị nha mấy chị, để em phóng em vô lại cái live stream cả. Mình chia sẻ rồi à. À, mấy bạn chấm chấm giùm mình lên cái đi mấy bạn. Rồi lên nè. Áo nam từ từ gì đó. Từ từ. Tôi xả cái tiết này là mấy bà trúng mắm nè. Cái tiết nó bị mắc cái sao chàng hãm nha. Cái tiết này nó bị mắc cái sao chàng hãm thì bóp vặt ra đi. Bộ này 60-72kg là xả cho mấy chị 90. Bộ này đã lắm nha. 60-72kg xả cho mấy chị 90 còn 3 bộ. Còn 3 bộ này nha, chốt giùm em bộ nhà 90kg ở 90.000. Bộ nhà này còn 3 bộ 60-72kg. Chốt giùm em bộ nhà 3 lỗ. Ai muốn hồng chè cho anh Châu quà nè, em đi ỉa cái con Châu rồi. Sao vậy Bi? Chị hỏi em. Sao Bi trả lời chị Bi? Bộ nhà của Phụng Tỷ nè, Phụng Tỷ 90.000. Chị Tuyên Nguyễn 90.000 nè. Tuyên Nguyễn 90.000 nè. Rồi còn bộ nè, chốt hết cho em nè. Lẹ đi em xả cho Tiết Nhung ra 100-120 dịp mẹ nó đi cho hết luôn cho rồi. Cho lên hàng khá hay khỏi vòng vòng nhức đầu. Còn một bộ quý vị ơi, ai chốt bộ nữa cho em hết hàng được không? Năng nỉ á. Thiệt, năng nỉ, ai chốt chốt hết giùm cho em hết hàng đi quý vị ơi. Ai chốt giùm em được không quý vị? Mẫu sông lưng trong bọc là đầm á, chị Cần Mơ đầm 280 chị Mơ ơi. Đợi em chút. Ông mà đầm này đẹp lắm. Má ngọt thở. Đầm này mà nội mà con sơ mi không cũng đủ tiền nữa. Đầm này mà nổi cái con sơ mi không cũng đủ tiền một set 280 nè. Em có bỏ con sơ mi là em giấu em mặc nè mấy chị, em nói thiệt mà. Rồi em lấy cái chân váy em bán rồi nè. Nổi cái con sơ mi trắng không cũng đủ tiền nha. Sơ mi trắng ở trong nè. Con đầm này ở ngoài nè chị, đẹp không nè, có cọc dây ở bụng nữa đây, xuất sắc chưa. Đầm này 4 size, mấy chị cầm vô cái vải caro này mấy chị mê. Mấy chị cầm vô cái vải caro này là mấy chị mê. Bộ này 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg đầm này. Em nói rồi, đầm này nội mà cái con áo sơ mi không cũng đủ tiền cái đầm nữa nha. Bộ này là tổng cộng 4 size nè. Bộ này em ít khi like, phải bỏ dưới này nè. Bộ này em ít khi like lắm mấy chị. 280.000, có cái dây cục bụng nữa ha. Tại vì nó có cái đầm 280 size L của Phụng Tỷ nè. Có một cái bì dây anh Sơn ơi, có một cái bì dây hồi đó dây đen á, bé Lùng lấy bỏ vô con cho cô Phụng Tỷ nè. Phụng Tỷ 280, cái này vải đẹp lắm, phom sơ mi cực kỳ sang. Em nói với chị là phom sơ mi sang như tay luôn nha. Phom sơ mi sang như tay luôn, 280 của chị Tuyền Nguyễn nè. Bỏ thêm cọng dây vô này của Tuyền Nguyễn nè, 280, bỏ cọng dây vô cho chị Tuyền. Trời ơi là trời, nó cầm dây mà nó tao nói lùng ác nhơn lắm, lùng dữ dằn lắm chứ không phải lùng thường, lùng dữ dội lắm. Gì cười vậy? Gì mày cười, mày cười khinh địch ra mày cười nữa miệng á. Dạ ok chị Cần Mơ, cho cô Cần Mơ cộng dây luôn. Thế nên là xếp cái bộ này lại cho chị Cần Mơ nè. Áo sọc này là 100.000 cái nha, đầm 280, nặng 70kg, chị Gương Trương. Chị Gương Trương là khách mới đúng không? Nhà em không có cho kiểm tra hàng khi nhận, chặt rộng thì báo xem đổi. Chứ nhà em không cho kiểm tra hàng khi nhận, chị có ok thì chị báo chốt giùm em nha. Áo này là áo sọc xanh là 60-90kg. Sạch sọc xanh đen, cho sọc đen đi. Và con này là sọc xanh nè. Hai áo này 100.000 con. Sọc xanh 100.000, sọc đen
trăm ngàn đó, mấy chị muốn lấy gì lấy 60 đến 92 kg. Em có bộ vé xe cho mấy chị nè, bộ này 85 kg nha, bộ này đúng 85 88 kg nè, bộ này 208 xả cho mấy chị 190, 208 xả 190. Nhưng mà giờ con áo dây kịp, con áo dây nè ha, đây mấy chị ghi cái gì chị Tuyên dẫn gì ạ? Dạ ok chị, áo sọc 2 cái, áo 100 cái của chị là 100 ngàn nè, áo của chị Khánh Phương 100 ngàn, Khánh Phương 100 ngàn, Hoàng Phương 2 cái sọc, Hoàng Phương 2 cái sọc nè, Hoàng Phương 2 cái sọc 200. Dạ ok chị Gương Trương, size 70 kg hả chị ha? Em đưa size đúng chứ sao đâu chị? Được nói hết hàng nha, rồi hết size rồi chị Gương Trương ơi. Mới chốt được cái cho các món gì tàu em chị không? Chị ơi, size L dưới 70 kg hết rồi, hết dưới 70 kg rồi chị Gương Trương ơi, để mình lựa mẫu khác nha chị. Hết 2 size L chị rồi. Áo sọc 80 kg của Cẩm Nhung nè, lấy sọc tâm cho Cẩm Nhung 80 kg nè. Chứ ghi một giây chị không biết, chị về chị coi trong cái bịch bóng gương á chị, là món gì nó có ghi giá trên bịch bóng gương hết á chị nha. Bây giờ ngồi ghi đen cái là anh Phước ảnh làm bill không nổi. Có chị út muối, út muối áo cưới có rồi. Cho coi lại cái đầm rin hả Cẩm Nhung, coi cho em đây đầm rin này. Đầm rin vải co giãn nha, đầm này 280, đầm này là chốt giùm em là đầm vạt bầu nha, chốt giùm em đầm vạt bầu nha. Em lấy sọc đen hay chị Khánh Phương, nãy sọc gì vậy? Sọc xanh đổi lại sọc đen. Ủa sọc nào cũng đẹp hết á chế Khánh Phương, em nói cho nghe sọc nào cũng đẹp hết trơn á. Ủa đúng rồi mà, đúng rồi mà, đúng rồi. Xít nâu đó em vừa không chị Trần Mơ, xít nâu này chị Trần Mơ vừa nè. Nhưng mà áo khoác là phải rộng nha chị Trần Mơ, áo khoác thì nó phải rộng nha, chứ không phải áo khoác mà đợi ôm. Xếp này 280 xả 190 nè chị Mơ. Khách mới mua ý tí thôi để về coi thử mình có ưng ý bên Yên không, chứ không ưng ý rồi giận hờn rồi mấy chị bỏ em rồi em không có khách em bán à. Nè cái này chốt 190 chị Trần Mơ nè, 280 xả 190. Em xả dữ dội lắm nè, giờ xả xếp này xỉu nè, 240 xếp quần váy áo nhung, xếp áo dây, áo sọc đen 85 kg của Yên Nguyên, coi Yên Nguyên nào nha. Yên Nguyên 100 ngàn nè. Đây em chốt cái xếp đó cho chị Trần Mơ rồi nha. Uống miếng nước ạ. Bây giờ em xả cho mấy chị 101 luôn. Văn Nguyên, đọc Yên Nguyên, đọc hồi nào ta, đưa được nhờ là xích nhung vô bên. Nãy giờ chưa đọc gì luôn á. Bó cái mỏ ông lại nha, bó cái mỏ ông lại nha. Ra bóp giá bây giờ liệu hồn mày đó bảy. Đây hai đứa chửi nhau rồi mấy chị. Xếp này là xếp quần váy nhung nè ha. Cái chất nhung ngày xưa là cho mấy bà già mặc đúng không, còn ngày nay mặc xếp nhung vô mấy chị mê mẩn lắm. Đây xếp nhung quần váy nha, 240 xả 101 cho mấy chị bóc đầu luôn. Đây chốt đi mấy chị, chốt xếp nhung kèm số ký dễ thương không, xếp nhung kèm số ký, xếp nhung kèm số ký. Nhung bay còn 101 của bác sĩ nè, rồi 101 của bác sĩ, 101 của bác sĩ nè, xếp nhung kèm số ký, không có số ký không chốt. Nguyễn Hạnh Đà Lạt 101 nè, Nguyễn Hạnh Đà Lạt 101 nè, Kim Anh Trương 2X nè, Kim Anh Trương 101 2X nè, Phụng Tỷ size L nè, chị Phụng Tỷ là em nhớ size nè, Phụng Tỷ size L ai ghi, Yên ghi, Phụng Tỷ size L nè con, Phụng Tỷ size L, ai nữa, Bùi Kim Tiến size L ai ghi, Bùi Thị Kim Tiến size L, Bùi Thị Kim Tiến size L nè, Khánh Phương size L còn không? Khánh Phương size L nè con, Khánh Phương size L, Tô Tuyền size L, Tô Tuyền coi kiểm tra size này, Tô Tuyền nè, Tô Tuyền size L của Tô Tuyền nè, Na Nguyễn size 3X nè con, Na Nguyễn là bé lùng, Na Nguyễn size 3X nè, Khánh
Khánh Phương có rồi phải không? Xét nhung 100 kg khách lấy rồi. Xét nhung 55 kg. Ồ em không có bán dưới sao? Em bán biết sai chị Nhung ơi, chị Trần Đức ơi. Em bán biết sai nha. Em bán biết sai là 62 kg trở lên xét nhung 240 xả cho mấy chị 101 cho hết hàng. Lau dọn kho lên đồ mới. Vậy đi cho nó nhanh rồi. Rồi đây nè mấy chị, rồi ai chưa có thì chốt qua. Xét nhung kèm số ký nha. Có nghĩa là chỉ có size từ 60 kg đến 100 kg thôi. Em không bán size nhỏ Trầm Đức. Chị ráng ăn vô 57 kg, chị vô chị gặp em. Hạnh Nguyên xét nhung size L nè, 101. Rồi còn ai nữa không mấy chị? Còn ai nữa không nè? Còn ai chốt xét nhung nữa không? Xét nhung là hết hàng nè. Hết hàng là xét nhung nè. Xét nhung 100 kg hết rồi chị Thúy Kiều ơi. Trần xét nhung của Tuyên Nguyễn là hết luôn nè. Xây trên L được không Ngọc Giang? Chị Ngọc Giang nè, 101 của chị Ngọc Giang nè. 101 của chị Ngọc Giang. Rồi ai nữa hả? Xét nhung size xuất 16. Size xuất 16 là bằng em là mặc xây trên L nè. Trang Lê nè, 101 nè. Nhung này của chị Thảo hết size L rồi. Của chị Thảo hết size L. Bây giờ chỉ còn ít trên L là 70 đến 82 kg thôi. Chị Huyền Thị Thúy hết rồi nè. Huyền Thị Thúy đã hết. Xong chưa? Lẹ lẹ lên. Lẹ lẹ lên, tôi lên mẫu này cho suy sụp xỉu luôn nè. Hết rồi nha, hết nhung, hết nhung. Nhung của Bảo Hoàng 101 nè. Còn một xích nhung ít trên L. Hôm qua em có chốt dâm trắng đen 70 kg. Có chốt cho em không? Không thấy nhắn tin em. Hôm qua giờ chị Yên Nguyên có biêu mà anh ơi. Yên Nguyên qua có biêu mà phải không? Kiểm tra giùm em ơi. Không có lót vú. Không có lót vú chị. Nói nghe nè, mình mặc á, mấy chị coi, trừ khi cái hàng xúc nó lót vú mới đẹp thôi. Nó lót vú bằng cái mút vú bự nè. Còn mấy má mà hàng xưởng mình á, lót miếng mút vú á, đủ má nó chạy qua đây, nó chạy tới, nó chạy lui, xong nó dồn một cục. Em nói thiệt mà. Có, dồn biêu Yên Nguyên. Cái dâm phải không 200? Cái dâm bao nhiêu? 250 phải không anh? Chính xác. Ừ, cái dâm 250 chính xác. Anh cứ nói chính xác. Lên tiếp nha. Nè, chuẩn bị gắn chuột vô đây. Set này là 250, 260. Em xả cho mấy chị 120. Set bị mắc phong long. 120 chưa đủ cái chân váy quần. Ok. 120 chưa đủ cái chân váy quần. Em đang sư phụ mới gửi một lô đá di. Giá rất là rẻ và sẽ hợp với mệnh của mấy chị như thế nào. Có thể là khuya nay 1 giờ đêm em like. Mình like đá, like phong thủy là mình phải like khuya khuya mấy chị. Không có 2 giờ đêm em khuya đó. Em like á. Tối nay em để dân bi đó làm biêu. Em về em ngủ sớm. Em đặt hết trách nhiệm cho baby mà. Rất là tin tưởng baby nha mấy chị nha. Em rất là tin tưởng baby. Ủa cái này sao còn áo không vậy? Nói nghe nè. Em đưa lên phát sale 120 là mấy chị không giật em làm con mấy chị. Em đưa lên một phát nè. Coi chân váy rút dây nè, đẹp chưa? Em nói chân váy rút dây này là mặc lên hơi bị cưng luôn ha. Đây, chân váy quần. Coi cái con áo thun nè. Nói con áo thun không cũng đủ tiền mấy chị nữa nè. Con áo thun này đủ tiền với mấy chị chưa? Đủ tiền chưa? Không đủ tiền là gì nữa? 120 ngàn kèm số ký. Xả xét này 250. Cái xét này là bị mắc phong long nè. Bà nậu mẹ nậu cha ông nậu cố hoại nó ra. Tới lờ nè. 120 ngàn xả Na Nguyễn đâu rồi? Cục bay của Na Nguyễn đâu rồi? Rồi Na Nguyễn nè, 120 của Na Nguyễn. Coi cổng nhòn, Na Nguyễn 120 nè. Nguyễn Hương nhà bè nè. Nguyễn Hương nhà bè. Nguyễn Hương nhà bè 120. Ba của cái lùng ghi nè. Văn Nguyễn nè, Văn Nguyễn thành phố 120. Văn Nguyễn thành phố 120. Nguyễn Hạnh Đà Lạt 120 tay L. Nguyễn Hạnh Đà Lạt nè. Nguyễn Hạnh Đà Lạt 120 tay L. Bích Thủy nè con bé lùng. Bích Thủy 120 nè. Hình Hòn 120 hay nè. Hình Hòn 120. Hình Hòn 120 nè. Văn Lâm. Văn Lâm 120 con khách cũ có khách mới. Văn Lâm 120 nè.
Ôi con Lâm nào con. Con Lâm 120. Con Lam, con Lam. Con Lam này khách mới khách cũ. Phụng tỷ sai lờ nè. Con Lam tới Phụng tỷ sai lờ 120 nè. Cô Tuyền 120. Cô Tuyền 120. Một tiết này của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi nè. Thảo Quảng Ngãi 120 nè. Rồi chị Hương, chị Hương Trương bữa sau mà lên hàng sale là đừng có chốt kịp số điện thoại, chạy không kịp đâu, hết size chị rồi. Hết size của chị Hương Trương rồi. Sương Nguyễn là 80kg nè. Sương Nguyễn còn nè. 80kg của Sương Nguyễn nè. Hello Teddy, hello hello hello. Chị Văn Lam này phải bữa mua mền không ta? Chị sao bữa nay chốt trễ và chốt chậm nha chị Hương Trương. Chị bữa sau chốt là đừng có cho địa chỉ số điện thoại gì lên, nó đồng hồ con gái em sẽ nhắn tin cho chị xin địa chỉ số điện thoại nha. Đó, chị đừng có chốt trên đây chốt gì. Rồi còn một bộ hai bộ áo phông 80kg không có chị, nhưng mà giờ lên hàng sale phát hay tại gì vô trễ quá rồi nha, 11 giờ rồi. Còn chị nào chốt bộ này nữa không nè, có chị nào chốt bộ này nữa không ha? Rồi không chốt qua mẫu, không chốt qua mẫu, qua mẫu. Nãy em còn bộ nhà size dưới 72kg nè. Rồi không chốt nữa, qua mỏi, qua mỏi nha mấy chị, qua mỏi. Vậy thì em đi ngủ dây dưa. Áo này để dành mình về mình mặc. Có con bị lẻ. Gì hai con khùng. Sao tao bán hàng vậy, tụi bay tao bị tao tuột mút quá. Thiệt á. Ủa sao áo này của Minh Lùng để đây vậy? Mua cho nó xong để đây không nè. Đây nữa nè. Mày thấy tức không? Đó. Áo phốt này của ai vậy? Áo phốt này của ai vậy? Xích hàng về coi. Ông tẹo đầu tôi bôi vô áo hai cha con mày nha. Liền như quỷ sứ vậy á. Nè tán cho con đồng 50.000 nè. Làm đơn của em nhớ thu về hai áo tắm và một cái khóc rin nha, trị trừ bill. Nhắn tin cho bay, nhắn cho bay được nhắn trái ngân nha. Áo đó đẹp quá, đúng là nguyên bộ đó chị nè. Có bao đầm bé với chị, đầm 280 đáng 50.000. Cho những chị có chia sẻ livestream. Con đầm này là chị nào tiểu thư mặc lên cưng lắm, nói thiệt. Con đầm này mà chị nào tiểu thư mặc lên hơi bị cưng luôn. Con đầm này form đẹp lắm nha mấy chị nha, nói thiệt luôn á, mỗi tội mấy chị không chịu mặc những cái mẫu này, mấy chị cứ thích mặc những cái mẫu quá hơn là đơn thuần nè. Ha, đẹp không? Cho bán 50.000. Biết con dây này làm cái gì không? Con dây này nè, con dây này là xỏ vô cái chỗ đây nè, cái chỗ mà có cái mục xanh nè, rồi xỏ vô kéo qua đây cột với cái dây đằng sau rất là đẹp ha. Rồi đâm trắng kèm số ký đi, xả 50.000 cho những chị có bill. Chị nào không có bill giờ này được chốt. Chị nào không có bill giờ này khỏi chốt. Bích Thủy là 50.000 của Bích Thủy. Na Nguyễn là 50.000 của Na Nguyễn. 50.000 của Na Nguyễn nè. XL của chế Nhung Võ nè. Ở sáng này thấy nó báo có bill Nhung Võ về giao không được, không hiểu như nhau. Nè, Nhung Võ 50.000 nè. Biên Thùy nè. Biên Thùy của bé Lùn nè. Biên Thùy 50.000 nè. Biên Thùy 50.000. Thanh Thảo 50.000 nè. Anh Thảo Quảng Ngãi, chị Nguyên Phạm nè. Nguyên Phạm 50.000 nè. Trời ơi, chỉ có con Nguyên là nó sale khùng điên thôi. Liên Lê đầm trắng. Còn sai không? Liên Lê đầm trắng 50.000 nè. Giờ còn sai L không nha? Thí Phan Phú Nguyên nè. Thí Phan Phú Nguyên nè. Khánh Phương 59.000 không chị? Khánh Phương 50.000 nè, ghi rồi. Rồi còn một con nữa, chị Văn Nguyễn thành phố size L. Chị Trang Lê hết size rồi. Của chị Trang Lê hết size. Đó là em sale, là em sale vậy á, mấy chị bị khùng mà. Em sale mà không có cái chuyện mà, em sale mà không có cái chuyện mà hả, để mà làm tới làm lui, bán tới bán lui, bán xuôi bán ngược là không có nha. Ha, à, đang bán đầm 50.000, hàng 280 tháng 50.000 cho nó hết. Chứ bán sale mà cứ dòng tới
tới vòng lui, vòng tới vòng lui, quải chà đậu lắm, quải cực kỳ ha. Có con đầm 250 size 14 nè, mà thôi mai bán giờ bán nữa, hai đứa con nó chửi á mấy chị. Rồi chào tạm biệt mấy chị nha, ngày mai gặp lại nha. Dạ hết rồi chị Tuyên, sạch sẽ. Chào tạm biệt, ngày mai gặp lại nha mấy chị nha. Tiền bạc nhớ đừng có đi chơi, lễ là đi chơi trên đường kẹt xe lắm, ăn uống cũng cũng mắc, mà đi tới đi lui thì dịch nha. Ở để ở nhà đi, ví dụ mình đi du lịch 10 triệu để ở nhà mua được mấy tháng trời tiền hàng luôn á. Nhớ nha, em dặn là phải khắc phục ghi tâm nha mấy chị nha. Rồi chào mấy chị, chào Thân Ái và Bóp Giá, mai gặp lại nha, trưa 2 giờ tối 8:30.